Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, Trần Triệu Dương. Tập 26. Chúng tôi đã tập hợp một tổ đội đặc biệt, chỉ là bây giờ máy bay đang bay trên độ cao 10.000 mét, căn bản là không có biện pháp đi cứu viện, chỉ có thể chờ tin tức của bên kia truyền tới. Thật ra, biện pháp tốt nhất hiện giờ là Trần Triệu Dương có thể khống chế được những tên cướp đó, đây cũng là biện pháp duy nhất, giọng điệu của Nguyên Thu có chút nghiêm trọng. Nghe xong lời nói của anh ta, Nam Cung Yến cũng gật đầu, cô biết, lời nói của Nguyên Thu rất hợp lý. Hừ, chẳng qua chỉ là một tên phạm nhân thôi mà, cứ đồng ý với bên kia đi, sau khi máy bay hạ cánh chúng A bắt lại là được, Thẩm Tu không cho là đúng, ông ta rất khó chịu với thái độ sợ này sợ nọ của Nguyên Thu. Thầy, không phải là con không muốn, nhưng đây không phải là chuyện mà con có thể tự mình quyết định được, Nguyên Thu vô cùng bất đắc dĩ, tuy rằng anh ta phụ trách lần hành động này, nhưng phía trên anh ta còn có lãnh đạo. Được rồi, cậu đi làm việc của cậu đi, lát nữa chúng ôi đến sân bay thủ đô tìm cậu, Thẩm Tu biết, từ chỗ học trò của mình cũng chẳng thu được tin tức nào hữu dụng, cho nên, bọn họ phải trực tiếp đi qua đó một chuyến. Thầy, hiện giờ sân bay đã bị phong tỏa, khi nào thầy tới thì gọi điện thoại cho con ra đón thầy, Nguyên Thu biết tính tình của thầy nhà mình, thời điểm này nếu như anh ta còn ngăn cản, chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên anh ta chỉ có thể đồng ý. Được. Thẩm Thu gật đầu rồi cúp điện thoại. Trong thời gian đoàn người Nam Cung Yến lái xe đến sân bay, máy bay đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nhóm Nam Cung Yến vừa tới là có thể trực tiếp cất cánh. Ở bên này, lúc tâm trạng của nhóm người Nam Cung Yến đang nóng như lửa đốt thì tình hình trong máy bay cũng không tốt lắm. Bởi vì máy bay được cài đặt chế độ lái tự động, mà bảng điều khiển thì đã bị phá hủy, cho nên bọn họ không có biện pháp để hạ cánh. Về phần hai người phi công kia, tuy rằng Trần Triệu Dương cứu chữa kịp thời, nhưng vết thương của bọn họ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như anh trực tiếp dùng linh khí trong cơ thể, mình để nhanh chóng chữa khỏi cho bọn họ thì chuyện anh có năng lực đặc biệt sẽ không thể nào che giấu được nữa. Dù sao, nếu như chữa được các bệnh nan y thì bạn sẽ được xem là một bác sĩ thiên tài. Nhưng mà đây đều là những vết thương ngoài da, nếu như thật sự chữa khỏi ngay lập tức thì năng lực kia quả thật rất biến thái. Đến lúc đó, chỉ sợ có vô số các tổ chức, các nhà khoa học muốn giải phẫu anh, tìm đủ mọi cách để có được năng lực cường đại này. Vậy nên, cho dù có như thế nào thì anh cũng không thể để lộ chuyện này ra ngoài, việc anh có thể làm bây giờ, chỉ có thể là giữ được tính mạng cho hai phi công này. Đến lúc này, cho dù là Yati cũng cảm thấy luống cuống, mục đích của ta tuyệt đối không phải là tự sát, trong tình huống này, khả năng lớn nhất là máy bay sẽ rơi xuống, tất có mọi người đều chết. Các vị hành khách thân mến, hiện tại chúng tôi có một thông báo khẩn cấp. Do bảng điều khiển và hệ thống hạ cánh tự động của máy bay đã bị hỏng, trước mắt, chúng ta không thể hạ cánh, cho nên bây giờ chúng tôi muốn tìm một phi công. Ngay khi mọi người còn đang hoảng sợ, thông báo khẩn cấp này đã làm cho bọn họ bùng nổ. Tôi không muốn chết, mẹ ơi, tôi đã tạo ra tội nghiệp gì chứ? Tôi đã phải tiết kiệm tiền trong một khoảng thời gian dài để đến vụ đô du lịch, tôi không muốn chôn thân nơi biển rộng này. Nhanh nghĩ cách đi. Ở đây có ai là phi công không? Mau đứng ra đây đi. Cầu xin mọi người. Trong máy bay, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng loạn, ngay cả nhóm tiếp viên hàng không cũng luống cuống. Mời các vị trở về vị trí của mình, đeo mặt nạ dưỡng khí và thắt dây an toàn, xin nhắc lại. Cũng may có một số tiếp viên lớn tuổi vẫn giữ được một bình tĩnh, hướng dẫn mọi người qua radio. Hai mắt Trần Triệu Dương lóe lên một tia sáng, có lẽ đây là một cơ hội không tồi, nếu như có thể nắm chắc, có lẽ sẽ xoay chuyển được tình thế từ bị động sang chủ động. Yati, tôi sẽ lái. Tuy nhiên, tôi mới chỉ lái máy bay, chở khách cỡ nhỏ, loại máy bay lớn như thế này là lần đầu tiên lái, nếu như mọi người tin tưởng tôi thì để cho tôi lái đi. Sau khi thông báo từ radio phát ra được 10 phút, nhưng vẫn không có ai đứng ra, điều này chứng minh, trong các hành khách ở đây không có người nào là phi công, lúc này, Trần Triệu Dương mới lên tiếng. Anh có chắc là mình có thể lái được không, nghe. Được lời nói của Trần Triệu Dương, Yati cười lạnh, sau đó nghỉ hoặc nói. Bây giờ cô còn sự lựa chọn nào khác sao? Trần Triệu Dương giơ hai tay lên nói. Được, hy vọng anh sẽ không làm ra mấy động tác võ thuật đẹp mắt để đùa giỡn. Nếu như anh còn làm ra vẻ ta đây, tay của tôi sẽ lập tức buông ra. Đến lúc đó, cùng lắm thì tất cả cùng nhau chết. Trong mắt Yati lóe lên một tia u ám, sau đó liên lạc với nhân viên an ninh ở bên trong. Nhân viên an ninh không chút do dự mở cửa buồng lái ra. Ngay khi nhân viên an ninh mở cửa buồng lái, hắn ta đã nhìn thấy sự quái dị của bức tường bên cạnh buồng lái, nhất thời, hắn ta sợ hãi kêu lên một tiếng. Không đợi hắn ta có thêm bất kỳ hành động nào khác,
Trần Triệu Dương đã bắn ra một cây ngân châm, làm cho hắn ta hôn mê ngay lập tức. Anh đang làm cái gì? Yeti vừa thấy đã trở nên căng thẳng, điên cuồng rít gào. Không làm gì cả, trong máy bay này, ngoại trừ cô ra, tôi không cho phép tên cướp nào tỉnh lại, nếu không, tôi sẽ không lái máy bay, Trần Triệu Dương kiên quyết nói, không để cho Yeti có cơ hội phản bác lại. Sao anh có thể tự đưa lưng về phía kẻ địch? Tử Phong, cậu đi lấy tất cả vũ khí trên người đám cướp lại đây cho tôi, cho dù là một thanh dao hay là một miếng sắt cũng không được để lại. Trần Triệu Dương quay đầu nhìn về phía Giang Tử Phong nói ra yêu cầu của mình. Vâng, đại ca, anh yên tâm đi, cậu ấy nghe xong liền cam đoan nói. Chỉ trong chốc lát, Giang Tử Phong đã ôm một đống vũ khí đạn dược quay trở lại, chỉ là, sắc mặt cậu ấy lại cực kỳ khó coi, tái nhợt đến dọa người. Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua, anh biết, Giang Tử Phong đã biết chuyện mình giết người rồi, lần đầu tiên giết người, không trực tiếp nôn mửa đã là tốt lắm rồi. Huống chỉ, người đó còn bị Giang Tử Phong dùng một nắm đấm đánh chết, áp lực tâm lý lại càng thêm lớn. Nhưng mà bây giờ Trần Triệu Dương cũng không có thời gian để đi nghiên cứu vấn đề này. Hiện tại, anh đã nắm quyền chủ động, nhưng lại cực kỳ hạn chế, chỉ cần vẫn chưa giải quyết được cái điều khiển từ xa thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Trần Triệu Dương đã thử vài lần, cố ý đứng lại gần Yeti một chút, nhưng cô ta cực kỳ thông minh, căn bản là không để bản thân bị xoay vòng vòng, chỉ cần anh tiến gần về phía cô ta một bước, cô ta sẽ lùi lại một bước, hoặc là dứt khoát lấy điều khiển từ xa ra uy hiếp anh, khiến cho anh phải lùi về sau. Trần Triệu Dương biết, anh phải hành động thật nhanh, đã hơn một nửa chặng đường, nếu như vẫn không giải quyết được, chỉ sợ đối phương sẽ lại làm ra hành động hại mình hại người nào đó. Đi về hướng này đi, đúng lúc này, Yeti bỗng nhiên lấy ra một thiết bị định vị vệ tinh rồi đưa cho Trần Triệu Dương. Có phải là cô bị ngốc không? Vị trí mà cô chỉ, cho. Dù tôi có liều mạng cũng không thể nào lái máy bay đến đó được, Trần Triệu Dương nhìn lướt qua, sau đó cười lạnh, không chút kiêng nể nói. Không thể bay trở về Hoa Hạ của các người, hoặc là làm theo lời tôi nói, hoặc là tôi sẽ cho nổ máy bay, sắc mặt Yeti trở nên u ám, trong mắt mang theo điên cuồng nói. Cô cảm thấy tôi là thằng ngốc à? Hay là cô ngốc, rồi, nếu như tôi đưa toàn bộ người trong máy bay đến chỗ mà cô nói, còn không phải là chúng tôi sẽ mặc cho. Các người chém giết à, Trần Triệu Dương không để ý. Đến sự điên cuồng trong mắt Yeti, tuy rằng sau khi hạ cánh sẽ dễ dàng hành động hơn, nhưng mà anh không thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trên máy bay. Vậy bây giờ anh muốn làm như thế nào? Yeti suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm cùng nhau chết, cô ta mở miệng hỏi. Rất đơn giản. Tìm một nơi mà cả hai bên đều không quen thuộc hạ cánh xuống, sau đó trao đổi con tin, chúng tôi sẽ trả lại người của nhóm cô, mà bên phía các cô cũng phải thả người của chúng tôi ra, được không? Trần Triệu Dương vuốt nhẹ bàn tay, sau đó nói. Không phải anh là người của tổ chức đặc biệt sao? Còn không mau giết chết cái người phụ nữ điên này cứu chúng tôi, ngay tại thời điểm Trần Triệu Dương và Yeti đang đàm phán bên trong cabin, một người đàn ông trung niên đeo kính, cách ăn mặc giống như một cán bộ cao cấp đột nhiên la lên. Làm gì đấy, ngồi xuống cho tôi, nếu không tôi lập tức buông ra. Yeti bị tình huống bất ngờ làm cho căng thẳng, cô ta giơ cao tay lên, điên cuồng hét lớn. Mày buông đi, người phụ nữ điên này, nếu như mày không nổ chết tao thì mày chính là do tao đẻ ra. Người đàn ông kia điên cuồng gào thét, hơn nữa cởi bỏ dây an toàn, đứng dậy lao về phía Yeti. Chết tiệt, mau ngăn ông ta lại, nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt Trần Triệu Dương trở nên khó coi, quát lớn mọi người ngăn ông ta lại, bởi vì anh biết. Nếu như anh tiến lên, bất kể là đi đến chỗ của ai, chỉ sợ người phụ nữ này cũng sẽ buông điều khiển từ xa. Mấy hành khách bên cạnh vẫn chưa phản ứng lại, không ai dám xông lên ngăn cản ông ta, cho nên, người đàn ông kia chạy được 2-3 hàng ghế mới có người nhảy ra ôm lấy ông ta rồi đè xuống mặt đất. Còn ngây ra đó làm gì? Mau bắt ông ta lại, Trần Triệu Dương nhìn thấy có người còn đang sửng sốt liền hét lớn. Lúc này, những người còn đang sững sờ mới phản ứng lại, ba chân bốn cẳng kéo ông ta về. Trần Triệu Dương biết, người này chịu áp lực tâm lý quá lớn, đã sắp phát điên rồi, anh không chút do dự nhấn một cái lên cổ ông ta, người nọ lập tức ngất xỉu trên mặt đất. Yên tâm đi, ông ta không sao cả, chỉ là ngủ một giấc thôi, chờ ông ta tỉnh lại thì sẽ ổn thôi, nhìn thấy ánh mắt e dè của mấy người kia, anh đành phải giải thích một chút. Đợi cho bầu không khí bên trong cabin khôi phục lại, Trần Triệu Dương mới nhìn về phía Yeti nói. Cô cũng thấy rồi đấy, áp lực bây giờ quá lớn. Rất dễ khiến người ta phát điên, lỡ như xảy ra chuyện gì đó, tôi cũng không khống chế được. Cho nên, suy nghĩ một chút về đề nghị của tôi đi. Trần Triệu Dương biết, phải cho mọi người niềm tin vào khả năng sống sót,
nếu không sẽ rất dễ xảy ra tình trạng bạo loạn. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, đương nhiên là Yati cũng biết anh đang nói với mình. Vậy thì cùng nhau chọn một nơi thích hợp đi, cuối cùng cô ta cũng đồng ý với yêu cầu của Trần Triệu Dương, tuy rằng cứ như vậy, sức uy hiếp của bom đã bị giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng mà, tôi có một điều kiện, tôi muốn nói chuyện với Groot, anh trai tôi, hơn nữa, các người cũng phải đưa anh ấy đến nơi đó để trao đổi, thời điểm chúng ta tới nơi, nhất định là anh ấy cũng phải có mặt ở đó. Yati cũng không phải là đèn dầu đã cạn, cô ta cũng nói ra yêu cầu của mình. Chuyện này thì tôi không thể nào đồng ý với cô được, chúng ta vẫn nên liên lạc với người trong nước một chút đi, để xem tình hình như thế nào. Trần Triệu Dương vừa nghe đã nhíu mày, anh không ngờ Yati lại khó chơi như vậy, nhưng mà yêu cầu này cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là, chuyện thả phạm nhân ra không phải là chuyện mà anh có thể làm chủ được. Nhưng mà, từ lời nói của Yati, Trần Triệu Dương cũng nghe ra một vài thông tin. Tên phạm nhân Groot kia hẳn là anh trai của cô ta, chẳng trách cô ta lại bày ra trận thế lớn như vậy, mục tiêu là để cứu anh trai cô ta ra ngoài. Không thành vấn đề, tôi cũng muốn có một câu trả lời thuyết phục, tốt nhất là anh hãy khiến cho bọn họ đồng ý, nếu không, chúng ta có thể cùng nhau trở thành pháo hoa sáng nhất đêm nay, cảnh tượng ấy nhất định là rất đẹp, Yati gật đầu, đồng ý nói. Lúc này, trong lòng anh có một dự cảm bất an, chỉ sợ những người trong nước sẽ không đồng ý. Nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chỉ có thể liên lạc hử xem sao. Trần Triệu Dương cầm lấy điện thoại vệ tinh, gọi đến điện thoại vệ tinh ở sân bay thủ đô. Alo, tôi là Nguyên Thu, là người phụ trách sự việc lần này, có chuyện gì thì chúng ta có thể đàm phán. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy uy nghiêm của Nguyên Thu. Tôi là Trần Triệu Dương, các anh thử cân nhắc xem có thể thả phạm nhân kia ra không. Anh tỏ ra không thân quen với Nguyên Thu, thái độ giống như là đang giải quyết việc chung. Nghe được âm thanh của Trần Triệu Dương ở đầu dây bên kia, Nguyên Thu nhất thời sửng sốt, rõ ràng là anh ta không ngờ người gọi điện thoại lại là anh, vốn anh A còn đang chuẩn bị hưng phấn, dù sao cầm được điện thoại vệ tinh thì có nghĩa là đang ở thế chủ động, nhất định là đã nắm trong tay mọi chuyện, nhưng khi nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì có vẻ như không phải như vậy. Groot là phạm nhân phạm tội nghiêm trọng, hành vi của hắn ta đủ để bị bắn chết cả trăm lần, nếu như thả hắn ta ra, chúng tôi sao có thể ăn nói với những anh em đã giết. Giọng nói của Nguyên Thu khàn khàn, anh ta như gào rít lên với điện thoại. Nghe được lời nói của Nguyên Thu, tuy rằng Trần Triệu Dương biết anh ta chỉ đang đàm phán trá hình, nhưng trong lòng anh cũng không nhịn được mà trầm xuống. Những người này nếu như dám làm chuyện ghê rợn như cướp máy bay, chỉ sợ cái người được cứu tên Groot kia cũng không phải là thứ tốt lành gì. Từ lời nói của Nguyên Thu, có vẻ như Groot đã từng làm loạn ở Hoa Hạ. Nghĩ đến đây, trong mắt Trần Triệu Dương nhất thời lộ ra một tia sát khí, anh biết. Ý tứ của Nguyên Thu là tên Groot này là một người cực kỳ biến thái, tuyệt đối không được để cho hắn ta còn sống rời đi. Anh Nguyên Thu, hiện giờ máy bay đã bị khống chế, anh có thể báo cáo với lãnh đạo xem có thể thả Groot ra được không? Trần Triệu Dương mở miệng nói. Chờ, ở bên kia, Nguyên Thu im lặng một lúc rồi ngắt điện thoại. Cuộc đối thoại của hai người vang vọng bên trong cabin, thời điểm Trần Triệu Dương gọi điện thoại, cả cabin đều im thin thít, bởi vì bọn họ biết. Bọn họ có thể sống sót rời khỏi đây hay không là phụ thuộc vào thái độ của những người ở đầu dây bên kia. Sắc mặt của Yati đen thui, nhưng cuối cùng cũng có một chút hy vọng, cho nên dù cô ta có hơi thất vọng, cũng không nổi giận nữa. Tiêu rồi, có phải chúng ta bị vứt bỏ rồi không? Đừng nghĩ vớ vẩn, chúng ta sẽ không bị bỏ rơi đâu. Vậy tại sao còn chưa thả cái tên khốn chết tiệt kia ra? Những người xung quanh cũng nghe được câu này, sự hoảng sợ bắt đầu lan tràn khắp khoang máy bay. Tất cả im lặng đi, ở thời điểm này xin mọi người tin tưởng tôi. Cho dù như thế nào đi nữa tôi sẽ phản hồi với cấp trên, nhanh chóng thỏa thuận xong với bọn họ. Và lại, xin mọi người vững tin rằng Hoa Hạ sẽ không vứt bỏ chúng ta, họ chưa từng bỏ rơi bất cứ người nào, cho nên chúng ta không thể từ bỏ hy vọng được. Thấy cảm xúc của mọi người trong khoang không thích hợp lắm, Trần Triệu Dương đành cao giọng nói lớn. Nghe anh nói xong, mọi người dần bình tĩnh lại, bọn họ vô cùng tin tưởng Trần Triệu Dương. Suy cho cùng thì ai rơi vào tình huống thế này cũng sẽ nguyện ý tin tưởng vào cường giả thôi. Trong lúc này, sân bay của thủ đô cũng chật cứng người, trong đó có không ít phóng viên báo đài, chắc là vừa nhận được tin tức thì vội vàng chạy đến. Vốn dĩ chuyện này phải được giữ bí mật vì dù sao chẳng có ai đoán được kết quả cứu viện cuối cùng sẽ như thế nào. Lỡ như kết quả không như ý chắc chắn sẽ tổn hại đến uy nghiêm của Hoa Hạ. Nhưng mà cấp trên lại đánh tiếng không cần phải giữ bí mật, cứ để cho các phóng viên báo đài vào cuộc. Miễn là khi có tin tức gì phải thông báo cho họ trước tiên. Tất cả cánh phóng viên đều cực kỳ phấn khích, một đám người vội vọt vào,
dựa theo địa vị trong ngành mà bày ra điệu bộ thích hợp. Về phía sân bay cũng cử ra một vị đại diện quan hệ công chúng để tiến hành công bố tin tức cho đám phóng viên. Hiện trường được phát sóng trực tiếp lập tức thu hút ánh mắt của vô số người, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi đã tăng vọt lên hàng trăm ngàn người, hơn nữa vẫn còn đang điên cuồng truy cập vào. Cuối cùng các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn trong nước phải liên thủ với nhau mở rộng băng thông, nếu không chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị quá tải. Chờ khoảng hơn 10 phút, cuối cùng điện thoại vệ tỉnh cũng vang lên, lần đầu tiên Trần Triệu Dương kết nối được. Tôi vừa mới xin chỉ thị của lãnh đạo phía trên, nếu muốn đặt cách thả group thì có thể nhưng mà cần phải giải thích nó là điều luật nào. Chúng tôi không thể trực tiếp thả người dễ dàng như vậy được, dù thế nào cũng phải cho chúng tôi một sự đảm bảo đã. Nguyên Thu ở đầu kia điện thoại nói thẳng kết quả mà bọn họ nhận được. Nghe lời này, tất cả mọi người trong khoang đều vui mừng muốn chết nhưng họ không dám phát ra âm thanh, sợ ảnh hưởng đến chuyện này. Đối phương yêu cầu chọn một mảnh đất trung gian rồi trao đổi con tin ở đó. Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Yati, nói với Nguyên Thu. Được thôi, chúng tôi sẽ cho người áp giải group đi trước, chẳng qua khu đất trung gian kia ở chỗ nào vậy, Nguyên Thu không hề từ chối. Đợi một lát, để tôi hỏi lại, Trần Triệu Dương không cúp điện thoại, nhìn về phía Yati. Đi đến phía Bắc Cực Hùng Quốc, nơi đó có một mảnh đất vô chủ không ai quản, đó là nơi trao đổi tốt nhất, Yati suy nghĩ chốc lát, sau đó nói ra một cái tọa độ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy chỗ đó là mảnh đất không người nhưng mà cũng là nơi hỗn loạn vô cùng, cô xác định muốn trao đổi người ở đó sao, nghe tọa độ Yati nói, sắc mặt Trần Triệu Dương đột nhiên thay đổi, dùng vệ tinh điều hướng thử tìm tọa độ kia thì quả nhiên là nơi mà anh nghĩ. Anh cũng biết nơi đó sao, chọn nó đi, nghe Trần Triệu Dương nói, Yati cười lạnh. Nếu đối phương đã biết chỗ đó vậy thì không thể tốt hơn, cô ta tin rằng chỉ cần người của cô ta có thể hội hợp với anh trai. Ở một nơi như vậy nhất định có thể biến mất trong nháy mắt, đây chính là chỗ thoát thân tuyệt vời. Nếu cô đã chọn nơi đó thì có lẽ có người quen. Liên hệ với họ đi, nói máy bay của chúng ta sắp đáp xuống thị trấn Aiwa để sân bay nơi đó chuẩn bị sẵn sàng, Trần Triệu Dương cười lạnh trong lòng, nói. Đưa điện thoại cho tôi, Yati vươn tay lấy điện thoại. Anh Nguyên Thu, anh nghe được chỗ chúng tôi nói là đâu không, Trần Triệu Dương không vội đưa cho Yati mà hỏi Nguyên Thu trước. Hiểu rồi. Ra là muốn hoàn thành trao đổi ở chỗ đó, Nguyên Thu im lặng giây lát, cuối cùng cũng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Trần Triệu Dương đưa nó cho Yati, chỉ là anh vẫn chăm chú nghe Yati nói chuyện để đảm bảo cô ta không truyền ra bất cứ tin tức nào có hại với bọn họ. Đợi cho cả hai bên thống nhất xong xuôi, Trần Triệu Dương đi thẳng đến buồng lái, băng cướp đã sớm bị Giang Tử Phong chất đống ra ngoài rồi, còn tự mình trông chừng đám người kia. Sau khi bay liên tục 5-6 tiếng, rốt cuộc máy bay cũng đến được biên cảnh của Cực Hùng Quốc. Thị trấn Aiwa này không thuộc quyền quản lý của một quốc gia nào, đây là nơi tập trung nhiều loại chợ đen. Tuy vậy, nơi này cũng có quy tắc riêng của nó. Nên thị trấn Aiwa cũng chính là nơi an toàn nhất, cho dù phạm phải tội ác tày trời thì ở đây vẫn sẽ được bảo vệ. Nhưng nếu có người dám gây sự ở nơi này thì sẽ phải nhận sự trừng phạt rất kinh khủng. Chọn địa điểm trao đổi con tin ở đây thì dù là phe của họ hay phe của Yati đều sẽ được bảo vệ. Trần Triệu Dương lái phi cơ không vội đáp xuống, ở cái nơi như này mà tùy tiện đáp máy bay chỉ sợ sẽ bị trực tiếp bắn hạ. Ngàn vạn lần không thể xem thường thị trấn Aiwa nhỏ bé, nghe nói Aiwa có vũ khí hạt nhân, đây cũng là lý do các quốc gia xung quanh không dám nhúng tay vào. Mảnh đất này. Liên lạc với người Hoa Hạ của các anh bên kia xem người chúng tôi muốn đang ở đâu, giọng nói của Yati duyền đến. Trần Triệu Dương bất đắc dĩ đành phải để cho máy bay tiếp tục bay vòng vòng trên không trung. Còn anh thì gọi điện thoại cho Nguyên Thu. Sau khi điện thoại kết nối, từ lời nói của Nguyên Thu xác nhận được group đang được áp giải đến, nhiều nhất nửa giờ nữa là đến nơi. Nghe được tin này, rốt cuộc Yati cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô ta vẫn chưa dám thả lòng. Cô ta biết chỉ cần không thể tiếp xúc với anh trai thì tất cả đều là tin tức vô căn cứ. Trần Triệu Dương không đáp xuống mà tiếp tục đợi tin. Anh biết dựa vào tính cách của Yati tuyệt đối sẽ không để máy bay hạ cánh trước. Thời gian hạ cánh của hai bên nhất định phải tương tự nhau. Quả nhiên, sau nửa giờ, rốt cuộc máy bay áp giải Groot cũng liên lạc với bọn họ. Sau đó từ trên không trung, hai chiếc máy bay bắt đầu đồng thời hạ xuống. Máy bay của đám Trần Triệu Dương lớn hơn nên bọn họ đáp xuống trước. Lúc này mọi người trên máy bay mới chợt nhớ ra người đang cầm lái không phải là phi công chuyên nghiệp mà chỉ là một tên nghiệp dư, ngay khi máy bay chuẩn bị đáp đất thì tất cả mọi người đều căng thẳng tột độ. Ngay cả Yati cũng hồi hộp muốn chết,
cô ta biết rõ một phi công không chuyên nghiệp muốn lái một chiếc máy bay lớn thế này an toàn tiếp đất có bao nhiêu khó khăn. Cái gì, đại ca, không thể được, như này thì anh rất nguy hiểm, nhìn thấy Yati rút ra một sợi xích sắt dày như ngón tay người trưởng thành, cậu ấy vội la lên. Không sao đâu, chỉ cần mọi người an toàn là tốt rồi, không cầu gì hơn, hiểu chưa, Trần Triệu Dương lắc đầu, ý bảo Giang Tử Phong câm miệng. Nhưng mà, Giang Tử Phong còn chưa kịp nói gì đã bị anh trừng mắt cảnh cáo, lập tức nghẹn lại. Tôi đồng ý với cô, đến đây đi, cho người trói tôi lại, Trần Triệu Dương bắt chéo hai tay ra sau lưng, ý bảo có thể đến trói người rồi. Cậu, đến trói đại ca của cậu lại đi, phải làm cho lẹ, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Yati lạnh lùng nhìn về phía Giang Tử Phong, trực tiếp giao cho cậu ấy làm chuyện này. Được, tôi làm, Giang Tử Phong biết kế hoạch bây giờ chỉ có thể dựa theo tình tiết vở kịch tiếp tục diễn cho chót. Cậu ấy không dài dòng thêm nữa, đi thẳng đến cầm lấy xích sắt. Trói đi, đừng khách khí, cứ trói chặt một chút, Trần Triệu Dương ý bảo mình không có vấn đề, để cho Giang Tử Phong thật sự trói mình lại. Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã trói cả người Trần Triệu Dương lại, ngay cả Yati cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Được rồi, tôi đã thực hiện lời hứa của mình, đến lượt cô, Trần Triệu Dương xoay người, sau đó nói. Tốt thôi, thả người, Yati tận mắt nhìn Giang Tử Phong trói Trần Triệu Dương xong mới dám thở phào. Nhẹ nhõm. Ngay lúc này, tất cả hành khách đều đứng lên, sau đó đồng loạt cúi gập người, cung kính nói, cảm ơn, thật cảm ơn anh, Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương không thể làm được động tác nào, chỉ có thể đứng nhìn như vậy. Sau đó, bọn họ dựa theo sự sắp xếp của tiếp viên hàng không rời khỏi máy bay. Nhưng mà ra khỏi máy bay rồi họ cũng không thể rời đi ngay được. Giống như Trần Triệu Dương đã nói, bọn họ không biết một chút nào về nơi này, biện pháp tốt nhất chính là đợi sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc thì lại ngồi chiếc máy bay này quay về Hoa Hạ. Được rồi, cậu cũng đi xuống đi, Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Giang Tử Phong ở cửa không chịu đi, liền mở lời cho cậu ấy rời khỏi. Đại ca, em, nghe Trần Triệu Dương nói. Giang Tử Phong rối rắm một trận, cuối cùng dưới ánh mắt kiên định của anh đành phải lựa chọn rời đi. Để ý kỹ toàn bộ hành khách từ máy bay xuống, đừng để bọn họ chạy loạn, trước khi đi, Trần Triệu Dương dặn dò một câu như vậy. Ngay khi hai người Trần Triệu Dương và Yati cùng rằng co bên trong, máy bay nhỏ bên kia cũng đã đáp xuống. Từ trên máy bay có một đội nhân viên được vũ trang áp giải một gã cũng bị xích sắt trói cả người xuống, ngay cả đầu cũng bị bịt kín bởi một cái mũ sắt to cách xù. Mỗi bước đi của người đàn ông to khỏe kia đều khiến cả cái thang máy bay rung lắc dữ dội. Trừ mấy nhân viên được vũ trang và một gã to khỏe bị xích sắt khóa cả người còn có vài người cầm máy quay phim và micro linh tinh này nọ, bọn họ đang đảm nhiệm việc phát sóng trực tiếp. Vốn dĩ việc này không thể đăng lên báo thật nhưng mà trải qua bàn bạc của cấp trên, cuối cùng quyết định chọn vài người có thâm niên cùng đến để theo dõi và đưa tin về vụ việc này. Tốt nhất mày nên thành thật chờ đến lúc trao đổi con tin đi. Mấy nhân viên vũ trang của Hoa Hạ như Lâm Đại Địch, một người đàn ông trông có vẻ là đội trưởng trong đó lớn tiếng quát. Ha ha, không nghĩ đến Groot tao lại có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, thật tốt, Groot buộc phải đội một cái mũ sắt nặng nề nhưng giọng nói lại vang dội vô cùng. Đi, nhanh lên, sắc mặt vị đội trưởng kia khó coi vô cùng, anh ta biết rất rõ tại sao Groot lại bị bắt lại, vài chiến hữu tốt của anh ta cũng đã chết dưới tay thuộc hạ của Groot. Cho nên anh ta vô cùng kháng cự việc phóng thích hắn ta. Dứt lời, vị đội trưởng nọ hung hăng đẩy Groot một cái. Thân hình Groot cao hơn vị đội trưởng kia ít nhất hai cái đầu, dáng người bự gấp đôi anh ta, bị vị đội trưởng kia đẩy một cái, chẳng những không đẩy được hắn ta ngược lại bản thân bị đẩy lùi về sau hai bước. Ha ha, người Hoa Hạ, mày thật là yếu ớt, cứ đợi đấy, tao nhất định sẽ cho bọn mày biết hậu quả của việc giam giữ tao là gì. Groot điên cuồng cười một tiếng, sau đó từng bước một đi về phía trước. Sắc mặt vị đội trưởng kia rất tệ nhưng chẳng có cách nào. Đây chính là mệnh lệnh từ cấp trên, anh ta thân là một đội viên chỉ có thể nghe theo. Lúc này đoàn người áp giải Groot đi đến máy bay của Trần Triệu Dương, các phóng viên đưa tin cũng nhắm mắt theo đuôi bọn họ. Sau khi đến phía dưới máy bay của Trần Triệu Dương, vị đội trưởng nọ giơ súng, từng bước đi đến cửa sập của máy bay. Anh Trần Hạo, tôi là Triệu Binh, đội trưởng của lần hành động này, tù nhân Groot đã được đưa đến, mời ra chỉ thị, Triệu Binh nói một câu với người trong máy bay. Tốt, chờ ở ngoài đi. Trần Triệu Dương trong phi cơ đáp lại một tiếng rồi nhìn về phía Yati. Anh trai cô đã đến rồi, có phải chúng ta nên thương lượng phải xử lý thế nào rồi chứ, anh nhìn Yati. Yati cười lạnh, sau đó ung dung bước đi thẳng đến. Thế nào, cô muốn đổi ý sao, Trần Triệu Dương nhìn Yati đang từng bước đi về phía mình thì cười lạnh, không có chút nào ngoài ý muốn hỏi.
Nếu đã biết vậy còn hỏi làm gì, Yati cười, không chút ngượng ngùng. Chẳng cần phải nói cũng biết lai lịch của anh hẳn là rất lớn, một khi đã như vậy tôi tha cho anh chính là đã đặt một dấu chấm hết hoàn hảo cho hành động lần này rồi. Chẳng qua, anh mạnh như vậy, giữ lại anh sẽ rất khó khăn cho chúng tôi an toàn rời khỏi. Tuy rằng tôi chẳng thừa nhận anh có thể thật sự đánh bại anh trai tôi. Nhưng tận lực loại bỏ mọi khả năng đâu có thừa nhỉ. Khuôn mặt Yati mang theo nụ cười thắng lợi, đi đến trước mặt Trần Triệu Dương, nhìn cả người anh bị xích sắt trói chặt. Cô ta vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt anh, cười duyên một cái. Nói thật nhé, đúng là có chút tiếc làn da mềm mịn này đấy. Đáng tiếc tôi không chịu được cái miệng này, nếu không tôi thật sự sẽ giữ lại cho anh một mạng. Yati ra vẻ đáng tiếc nhìn Trần Triệu Dương. Quả nhiên, anh trai là một tên cực kỳ tàn bạo thì cô cũng chẳng phải loại lương thiện gì, anh lắc đầu, trên mặt không hề có chút hoảng loạn. Anh biết không, tôi ghét nhất chính là bộ dáng bình tĩnh khô khan này của anh. Thôi tôi đổi ý rồi, tôi phải dẫn anh đi nhìn, để cho anh nếm thử sự không lương thiện của tôi, nhìn Trần Triệu Dương chẳng chút hoảng sợ nào, Yati hơi tức giận, hừ lạnh nói. Cô cũng đừng có quên trên máy bay này còn rất nhiều bom các cô gắn lên đấy, Trần Triệu Dương hơi sửng sốt. Anh không có nghĩ đến người phụ nữ điên rồ này lại thay đổi dễ dàng như vậy. Hừ, tôi vẫn còn ấn được, đợi khi nào tôi ấn không được nữa thì tính sau. Yati cười gian xảo, quay đầu đi về phía cửa. Các vị, mời ra ngoài đi. Ngay lúc Yati sắp bước ra, bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh khàn khàn. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Trần Triệu Dương và Yati đang ở trong máy bay đồng thời co rụt lại, cô ta quay đầu nhìn về phía anh. Bơ gieo. Hai người đồng thanh nói, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chẳng qua Trần Triệu Dương không phải lo lắng cho bản thân mà là lo lắng cho nhóm hành khách ở bên ngoài. Ở loại địa phương này, cho dù là anh muốn mang họ toàn vẹn rời đi chỉ sợ cũng phải nhìn thái độ của người ta. Trần Triệu Dương không nghĩ tới việc thế này lại có thể kinh động đến bây giờ, một trong những thế lực cầm quyền tại thị trấn Ai Hoa. Nếu bây giờ thật sự nhúng tay vào, chỉ sợ mọi chuyện không dễ làm. Nếu bây giờ đã xuất hiện thì đây không còn là chuyện chúng ta có thể khống chế nữa. Tháo xích sắt của tôi ra đi, Trần Triệu Dương mở miệng nói với Yati trước. Được, đối mặt với thế lực mạnh mẽ của bây giờ, Yati cũng không dám nói thêm gì. Lúc trước người cô ta liên lạc thật ra chính là thuộc hạ của bây giờ, nhưng cô ta không hề nghĩ muốn quấy rầy đến bây giờ, ai ngờ cuối cùng vẫn động vào ông ta. Yati cởi bỏ xích sắt trên người Trần Triệu Dương, đồng thời ném thẳng điều khiển từ xa xuống đất. Cô! Trần Triệu Dương trợn tròn mắt nhìn động tác của cô ta, chỉ trong nháy mắt anh đã hiểu mình bị Yati chơi một khúc không thành kế rồi. Thật nực cười khi anh thật sự bị lừa, còn náo loạn sự tình đến mức này. Thật ra điều khiển từ xa của bom không phải cái trong tay tôi, nhưng thật sự ở trên người tôi. Cho nên dù ôi không dùng phương pháp này thì anh cũng chẳng thể kiểm soát cục diện trong tay được. Yati nhìn sắc mặt Trần Triệu Dương liền biết anh nghĩ cái gì, cười lạnh nói. Ở trên người cô, ồ, tôi biết rồi. Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu quét một lượt các bộ phận trong cơ thể Yati, cuối cùng ánh mắt dừng ở trái tim cô. Đồng tử anh đột nhiên co rụt lại. Anh không nghĩ đến Yati có thể độc ác với chính mình như vậy, ngay cạnh trái tim của cô ta có một thiết bị điện tử. Dựa vào kinh nghiệm, Trần Triệu Dương biết đây chỉ sợ là một thiết bị điều khiển từ xa điều khiển bằng nhịp đập của trái tim, chỉ cần tim của Yati ngừng đập thì cả chiếc máy bay này sẽ lập tức nổ tung. Đồ lưu manh, anh nhìn đi đâu vậy? Có tin tôi móc mắt anh ra không hả? Yati thấy ánh mắt Trần Triệu Dương cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình thì cả mặt đỏ lên, sau đó lạnh lùng nhìn anh nói. Cô thật sự cho rằng tôi sẽ hứng thú với một kẻ tàn hoa bại liễu như cô hả? Cô nói điều khiển hẳn là dùng nhịp tim của cô để điều khiển chứ gì? Một khi trái tim của cô ngừng đập thì quả bom kia sẽ không có dấu hiệu gì mà phát nổ. Trần Triệu Dương cười lạnh, không nói được một câu tốt đẹp nào với Yati. Anh, làm sao anh đoán được, nghe Trần Triệu ói, sắc mặt Yati nháy mắt thay đổi. Đây là thứ chuẩn bị cho lần hành động này, ai mà ngờ anh lại đoán chúng chứ? Hừ, vì sao tôi phải nói cho cô biết? Đi thôi, cô không thực sự cho là bây giờ dễ đối phó đấy chứ? Trần Triệu Dương khinh bỉ cười, dẫn đầu đi ra ngoài. Yati nhìn theo bóng lưng Trần Triệu Dương rời đi, trong mắt dần lộ ra sát ý đáng sợ. Vốn dĩ lần này hành động vô cùng thuận lợi, tự nhiên giữa đường lại xuất hiện một tên khốn kiếp biến mọi thứ thành thế này. Hai vị náo loạn đến tận địa bàn của tôi hình như có chút không hợp quy củ. Ngay lúc Trần Triệu Dương và Yati xuống khỏi máy bay, một người đàn ông mặc quần áo rộng thùng thình lập tức đi tới. Ông ta khoảng chừng 50 tuổi thôi nhưng trên người lại mang theo một cỗ hơi thở khủng bố, khiến người xung quanh phải tự giác nhường đường cho ông ta. Thưa ông bây giờ, thật có lỗi quá,
Chuyện này là do chúng tôi xử lý không đúng quy tắc. Nhưng mà chúng tôi không còn địa điểm thích hợp nào khác để giải quyết ân oán cá nhân, cho nên mới phải làm phiền đến ông, Yati vượt lên trước, cung kính nói. Đối với lời nói của Yati, Bezo không chút nghi ngờ, ngược lại đưa mắt nhìn Trần Triệu Dương. Thời điểm Bezo vừa xuất hiện thì anh đã âm thầm quan sát ông ta. Anh dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua người Bezo, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng nói thế nào thì đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Tôi có biết Yati, chẳng hay người anh em này là, Bezo nhìn thấy Trần Triệu Dương, thẳng thắn mở miệng hỏi. Tôi tên Trần Triệu Dương, chỉ là một kẻ không may mắn bị cuốn vào việc lần này của cô ta, vì sống sót thôi, Trần Triệu Dương không giới thiệu thân phận quốc tế của mình cho ông ta, chỉ đơn giản nói về tình huống hiện tại của bản thân. Có chút thú vị, đi thôi, dù sao đây cũng không phải là nơi thích hợp trò chuyện, Bezo gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Giang Tử Phong vội tiến lại, nghi hoặc mở miệng hỏi. Đừng hỏi nhiều, cứ đi theo là được, Trần Triệu Dương không nhiều lời, bây giờ nếu muốn cứu người ra chỉ sợ phải nói chuyện cho tốt với Bezo trước. Anh nhận ra được cái ông Bezo này chắc chắn có chuyện cần nhờ, nếu không dựa vào tác phong người cầm đầu của ông ta tuyệt đối sẽ không đích thân đến. Hơn nữa, thân thể của Bezo. Thưa ông Bezo, anh trai tôi đâu rồi, Yati biết mình đã mất lợi thế, chỉ đành hy vọng Bezo là người có thể nói quy tắc. Thả cô ta và anh trai ra. Cứ yên tâm, bọn họ đều an toàn, những chuyện khác đừng hỏi nhiều. Đi theo tôi là được, bây giờ không thèm quay đầu lại, đi thẳng một đường về phía xa. Ba người Trần Triệu Dương đành phải bám theo phía sau bây giờ, ban đầu ông ta còn đi rất bình thường, nhưng mà càng đi tốc độ lại càng nhanh. Vẻ mặt Trần Triệu Dương bình tĩnh, vô cùng thoải mái đi theo phía sau. Giang Tử Phong nhờ tu luyện tiêu giao bộ nên cũng không khó khăn để bắt kịp bây giờ. Nhưng người thật sự khiến anh ngạc nhiên chính là Yati, càng về sau cô ta càng nhanh như một con báo săn, tốc độ không chậm chút nào, hơn nữa rất có cảm giác xâm lược. Có chút thú vị, đây là sự dung hợp với năng lực của dã thú, gen di truyền, Trần Triệu Dương liếc mắt liền lập tức đoán được Yati sở hữu năng lực này từ đâu. Chỉ là anh thật sự không nghĩ tới lại có người đi nghiên cứu kỹ thuật này. Phải biết rằng có được chuỗi công nghệ hoàn chỉnh là một chuyện, nhưng nếu muốn đạt được thành quả chân chính thì phải hy sinh không ít người. Để Yati có thể thành công chắc chắn có không ít người phải chết. Cho nên Trần Triệu Dương không thích thú mấy với loại kỹ thuật gen này, tổn thương quá rộng. Ba người đều có ngón nghề riêng, không ai bị bỏ lại phía sau cả, điều này khiến Bezo đi tuốt phía trước nhất thời ớn lạnh. Chẳng mấy chốc, bốn người họ đã đi đến một trang viên rất lớn của thị trấn Aiwa, diện tích trang viên này thật sự quá lớn, bọn Trần Triệu Dương đi 2 phút mới đến được vườn hoa của nơi này. Lúc này, trong chòi nghỉ mát của trang viên đã có người chuẩn bị tốt trà bánh. Thiết kế của trang viên này, bao gồm cả chòi nghỉ mát đều theo phong cách hoa hạ, còn có trà và điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn này cũng đều là đồ hoa hạ nốt. Điều này khiến Trần Triệu Dương hơi ngạc nhiên. Thật ra tôi có thể nói tiếng phổ thông của hoa hạ được, tôi đã từng du học nhiều năm ở hoa hạ, vô cùng hứng thú với nền văn minh của nơi đó. Cho nên mới thiết kế chỗ ở của mình theo kiểu như vậy, để mọi người chê cười rồi. Bây giờ là người chắp tay thực hiện một cái cúi đầu chào, sau đó giải thích một câu. Nghe bây giờ nói như vậy, hảo cảm của Trần Triệu Dương đối với ông ta tăng lên không ít. Nếu ông đã thích văn minh hoa hạ đến vậy, những người trên máy bay vừa nãy đều là người hoa hạ, có thể để cho bọn họ đi về trước được không? Trần Triệu Dương trực tiếp hỏi một câu. Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại tôi cần sự trợ giúp, nếu mọi người có thể giúp tôi lập tức để cho bọn họ rời đi. Bây giờ cười tủm tỉm nhìn Trần Triệu Dương nói. Tuy lời nói thì tốt đẹp nhưng Trần Triệu Dương biết rõ bây giờ chính là hạng người chưa nhìn thấy thỏ chưa thả chim ưng. Nếu anh không lấy ra năng lực có thể giải quyết chuyện này thì dựa vào tính tình của bây giờ tuyệt đối sẽ không thả người. Bây giờ, ông nói đi, ông muốn chúng tôi làm gì? Yati trực tiếp cắt ngang cuộc đối thoại của bây giờ và Trần Triệu Dương, hỏi thẳng vào chủ đề. Được rồi, xem ra cô Yati của chúng ta có hơi nóng nảy nhỉ. Đã như vậy, tôi sẽ nói qua về việc tôi muốn nhờ. Hai người làm giúp. Bezo không nổi giận, vô cùng bình tĩnh đáp. Tôi muốn hai người đi lấy chút đồ vật này nợ, Bezo ạm ngừng một chút, sau đó mới nói ra mục đích của mình. Nghe Bezo nói vậy, Trần Triệu Dương và Yati đồng thời nhíu mày. Hẳn là nên vô cùng thoải mái đồng ý chuyện thế này mới đúng, nhưng mà nếu Bezo đã đặc biệt tìm bọn họ đến đảm nhận thì đây chắc chắn không phải là một việc dễ làm. Ông Bezo, mời ông tiếp tục, Trần Triệu Dương nhìn về phía Bezo, ông già này rất biết cách khơi gợi hứng thú của người khác. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy kỳ lạ, chuyện chỉ có vậy thì hẳn rất dễ dàng làm được, sao tôi còn phải hao hết tâm tư tìm người nữa.
Thật ra lấy đồ vật này nọ thì đơn giản, nhưng vấn đề là chỗ cất giữ nó. Tôi đã từng dẫn người đi vào nơi đó nhưng còn chưa đi được một nửa quãng đường thì người tôi mang đến đã chết sạch, chỉ còn mình tôi chật vật chạy thoát trở về. Nói như vậy thì hai người có còn cảm thấy nhiệm vụ này đơn giản không? Ánh mắt bây giờ lóe lên vẻ đáng sợ, hiển nhiên chuyện này ảnh hưởng vô cùng lớn đến ông ta. Nghe được lời nói của bây giờ, ba người Trần Triệu Dương đồng loạt biến sắc, nếu thật sự như lời ông ta nói thì không phải chỗ này quá nguy hiểm à? Thật ngại quá, chuyện này sợ là chúng tôi không làm được. Dựa vào thực lực của ông còn làm không xong, làm sao mà ông cảm thấy dựa vào thực lực của chúng tôi có thể hoàn thành vậy? Yati cười lạnh, không chút khách khí từ chối. Cô ta không phải là quả hồng mềm mặc người nhào. Nặn, nếu bây giờ này thật sự ép buộc cô, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cô ta không thể để người khác nắm mũi mình dắt đi như vậy được. Vết thương trên người ông là do nơi đó gây ra đúng không? Trần Triệu Dương không có nói là sẽ giúp hay không, chỉ nhìn thoáng qua người ông ta nói. Bây giờ vốn đang vô cùng bình tĩnh, đột nhiên nghe được lời Trần Triệu Dương nói thì biến sắc, hơi thở trên người trở nên cuồng bạo. Ánh mắt nhìn về anh tràn ngập sát khí. Ông tốt nhất đừng có ra tay thật, nếu không, tôi dám cam đoan người chết chính là ông. Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn bây giờ, trên mặt mang theo tự tin không gì sánh nổi. Bây giờ hít sâu một hơi, ngăn chặn sát ý đang không ngừng tuôn ra từ cơ thể mình nhưng vẫn không hề thả lỏng nói, làm sao mà cậu biết được. Tôi có thể áp chế được đau đớn trong cơ thể ông. Trần Triệu Dương không giải thích nhiều, đưa thẳng ra một lợi thế như vậy. Cái gì? Nghe Trần Triệu Dương nói, rốt cuộc bây giờ cũng lộ chút cảm xúc, nếu lúc trước là tràn ngập sát khí với anh thì bây giờ lại là tràn trề mong đợi. Phải biết rằng từ khi trốn được ra khỏi cái nơi quái quỷ kia, không có thời khắc nào mà ông không bị đau đớn mải mòn, loại đau đớn này chẳng thèm nói lý, cho dù thực lực của ông ta có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản cơn đau này. Mà điều quan trọng nhất là cơn đau này càng ngày càng mạnh hơn theo thời gian đau đớn càng ngày càng dài, hơn nữa khoảng cách giữa các cơn đau cũng càng ngày càng ngắn. Có thể nói, nếu không có biện pháp giải quyết chỉ sợ ông ta sẽ phải đau đến chết. Ông ta đã thử qua rất nhiều loại phương pháp để giảm đau đớn rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì, dù dùng thuốc giảm đau cũng vô dụng. Bây giờ cảm thấy muốn giải quyết trạng thái thân thể của bản thân sợ là chỉ có mỗi cái chỗ kia, cho nên việc tìm hiểu cái nơi quái quỷ kia trở thành việc ông ta sẽ làm. Chẳng qua, ông ta trăm triệu lần không thể nghĩ tới còn có người nói có thể trị được tình trạng cơ thể này của ông ta, cho dù chỉ là giải quyết vấn đề đau đớn. Tôi nói chứ chỉ chẳng qua là khiến ông không cảm thấy đau đớn nữa mà thôi, còn độc tố trong cơ thể ông tôi không loại bỏ được. Nếu muốn loại bỏ nó, có lẽ chỉ có cái chỗ mà ông nói kia mới có phương pháp trị tận gốc, Trần Triệu Dương lắc đầu nói. Thật ra thì anh hoàn toàn có thể chữa khỏi cho bây giờ được, nhưng mà ở chỗ như vậy, anh không thể trực tiếp chữa trị cho đối phương được. Nếu không thì ông ta chẳng có chỗ nào cần kiêng dè nữa. Cho dù chỉ loại bỏ được đau đớn trong người tôi là tốt lắm rồi, mau đến đi. Bây giờ nghe Trần Triệu Dương nói vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao loại độc trong cơ thể ông quả thật không thể chữa được, cho. Dù Trần Triệu Dương là thần y sợ là cũng trị không hết. Tốt thôi, tôi có thể giúp ông giải quyết tình trạng thân thể trước mắt, nhưng mà vì sao tôi phải làm vậy, anh trực tiếp đảo khách thành chủ, nằm quyền chủ động trong tay. Nghe Trần Triệu Dương đáp trả, bây giờ nhất thời lâm vào thế bị kìm hãm, ánh mắt lộ ra vẻ âm u. Sắc mặt của Yati bên cạnh cũng không tốt lắm. Cô ta và Trần Triệu Dương vốn đứng ở hai phe đối lập. Bây giờ anh nắm quyền chủ động trong tay rồi, đối với cô ta chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, vừa nãy cô ta đã hoàn toàn từ chối nhờ vả của bây giờ rồi, bây giờ cô ta bị rơi vào thế hạ phong so với anh rồi. Nếu cậu giúp tôi chữa khỏi cơn đau này, ngay bây. Giờ tôi có thể cho người đưa nhóm hành khách trên máy bay của cậu trở về, bây giờ nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương nửa ngày, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của ông A, anh vẫn luôn bất động. Cuối cùng không còn cách nào, bây giờ đành phải gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi đồng ý với cậu, bây giờ thật bất đắc dĩ, ông ta thật sự không chịu nổi đau đớn này nữa, mỗi một lần như vậy đều khiến ông ta muốn tự sát quách đi cho. Xong. Cho nên dù có thế nào đi nữa, ông ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này được. Nhưng mà tôi phải nói trước, tôi chỉ có thể giúp ông áp chế chất độc, cái tôi loại trừ chỉ là cơn đau mà thôi. Nếu muốn trừ bỏ tận gốc thì phải đến cái nơi mà ông trúng độc ấy. Trần Triệu Dương lại nhắc nhở. Tôi hiểu, chỉ cần có thể giúp tôi giảm bớt đau đớn, những chuyện khác đều dễ nói, bây giờ nghe Trần Triệu Dương nói, vội gật đầu không ngừng. Được, vậy tôi trước tiên sẽ giúp ông loại bỏ đau đớn, Trần Triệu Dương biết, tên bây giờ này không thấy con thỏ không thả chim ưng, phải cho ông ta một cái đảm bảo nếu không chắc chắn ông ta sẽ giở trò.
Trần Triệu Dương lấy châm phượng vĩ trên người ra, anh vẫn luôn mang theo châm phượng vĩ này, hiện tại đúng lúc phát huy tác dụng. Bây giờ nhìn ngân châm trong tay Trần Triệu Dương, hai mắt nhất thời tỏa sáng. Nếu ông ta đã là một người am hiểu về Hoa Hạ thì đương nhiên sẽ biết đến trung y của nơi này, mà phương pháp châm cứu chính là phần quan trọng nhất trong trung y. Trong mắt bây giờ, dùng một cây kim nho nhỏ như vậy có thể trị hết rất nhiều bệnh mà thuốc Tây không thể trị được quả là thần kỳ, ai mà ngờ ông ta còn có may mắn được thử loại kỹ thuật thân thông này, thật sự vinh hạnh. Yati mở to mắt nhìn, cô ta không ngờ rằng phương pháp Trần Triệu Dương chữa bệnh cho bây giờ lại kỳ dị như vậy. Nhưng mà Yati lập tức cười lạnh, cô ta không tin một cây châm rách có thể chữa bệnh được. Trần Triệu Dương chẳng thèm kiêng dè Yati, trực tiếp bắt đầu. Ngay khi anh cắm châm vào người bây giờ, Yati trợn tròn mắt nhìn, quỷ dị quá đi mất. Cả người bây giờ bị đâm đầy châm, ngay cả trên đỉnh đầu hay huyệt vị quan trọng như Thái Dương đều bị đâm vào. Phải biết rằng những chỗ này đều là những vị trí quan trọng trên cơ thể con người, bị một cây châm dài như vậy đâm vào cảm giác như muốn xuyên qua cả não. Yati lạnh người, thật ác độc, cứ như vậy cũng được sao? Bây giờ vốn còn đang bán tín bán nghỉ với lời nói của Trần Triệu Dương, nhưng hôm nay thời gian phát bệnh của ông ta sắp đến rồi, cứ liều một phen thôi. Cược thăng thì ông ta có lời, nếu thua thì cũng chẳng thiệt thòi gì. Sau khi châm những cây châm vào người bây giờ xong, chân khí trong cơ thể Trần Triệu Dương chậm rãi di chuyển, sau đó hai tay nhanh mà nhẹ phất qua mấy cái đuôi kim, những cây ngân châm này cứ như lò xo không ngừng rung chuyển. Thấy cảnh tượng này, Yati trợn mắt nhìn, cô ta còn chưa thấy tình huống như này bao giờ, thật thần kỳ. Bây giờ cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng ran, khiến cho ông ta cảm thấy thoải mái chưa từng có. Lúc trước mỗi lần phát bệnh, toàn thân ông ta lạnh tê tái, rất lâu rồi ông ta chưa cảm nhận lại được cảm giác nóng cháy này. Lúc này, chưa bao giờ bây giờ tin tưởng vào Trần Triệu Dương đến vậy. Theo thời gian trôi qua, làn da trên người ông ta dần phiếm hồng, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ thoải mái. Ngay lúc bây giờ cảm thấy thoải mái không ngừng được thì Trần Triệu Dương lại nhanh chóng cử động hai tay, ngân châm như biết tự động bay khỏi người bây giờ, sau đó rơi vào tay anh. Không đến 5 giây ngắn ngủi, toàn bộ ngân châm đã bị anh thu lại vào túi. Tốt lắm, ông có thể thử đứng lên cảm nhận một chút xem, có phải tốt hơn nhiều rồi không? Trần Triệu Dương lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Quả thật vô cùng tốt, nếu bình thường lúc này chính là thời điểm phát bệnh. Nhưng mà hiện tại tôi chẳng cảm thấy chút đau đớn nào cả. Quả là lợi hại. Trung y của Hoa Hạ thật sự rất thần kỳ, chỉ với mấy cây ngân châm như vậy lại có thể trị liệu đến mức này. Lúc này bây giờ hận không thể ôm Trần Triệu Dương hôn hai cái. Ông ta có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái cơ thể của mình khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều lắm. Tuy rằng Trần Triệu Dương nói độc tố trong cơ thể ông ta không thể loại bỏ hết được, nhưng mà có thể giúp ông ta giảm bớt đau đớn là chuyện rất tốt rồi. Như vậy, tôi đã giữ được lời hứa của mình rồi, có phải ông cũng nên thực hiện lời hứa không? Trần Triệu Dương không vì bây giờ khen ngợi anh vài câu mà cho rằng mình thực sự giỏi. Đương nhiên rồi, tôi rất coi trọng chữ tín mà, nghe Trần Triệu Dương nhắc, bây giờ đột nhiên hơi sửng sốt. Trong mắt ông ta đó chỉ là một ít người bình thường mà thôi, không đáng để tâm. Nhưng mà hình như Trần Triệu Dương lại vô cùng quan tâm những người này, điểm này khiến cho bây giờ có chút nghi ngờ. Tuy không hiểu lắm nhưng nếu anh đã để ý như vậy thì cứ tùy ý anh đi, chỉ cần bản thân có được lợi ích là được. Chờ chút, tôi gọi điện thoại thả bọn họ rời đi, trước. Mặt đám Trần Triệu Dương, bây giờ lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Cho những người trên máy bay Hoa Hạ rời đi đi, cả máy bay của bọn họ nữa. Tháo hết bom trên máy bay của họ ra, đúng vậy, đừng làm mất thời gian nữa, nếu có chuyện xảy ra cậu sẽ phải trả giá đấy, bây giờ hung tợn nói với người ở đầu dây bên kia. Trần Triệu Dương không sốt ruột xác nhận hành động của bây giờ mà vô cùng bình tĩnh nâng bát trà bắt đầu uống. Giang Tử Phong thấy một màn như vậy nhìn không được thầm giơ một ngón tay cái trong lòng cho Trần Triệu Dương, ở trong địa bàn của người khác mà có thể làm đến mức này thì quả thật lợi hại vô cùng, đại ca chính là đại ca. Sắc mặt Yati không tốt lắm. Dù sao vì muốn cứu anh trai nên cô ta mới bày ra đợt hành động này, nhưng bây giờ phe đối đầu đã bình yên vô sự mà cô ta còn chẳng biết anh trai đâu. Tinh tỉnh tinh. Thời gian cứ thế trôi qua, Trần Triệu Dương không nói một câu nào, những người khác cũng chẳng nói gì. Ngay lúc bây giờ sắp mất hết kiên nhẫn thì điện thoại của anh vang lên. Đây là do anh đã khởi động điện thoại sau khi xuống máy bay, vừa mở điện thoại lên, trong lòng Trần Triệu Dương nhất thời ấm áp. Người gọi điện tới không phải ai khác mà chính là bà xã nhà mình. Alo, vợ, Trần Triệu Dương chỉ nói một câu như vậy, đầu kia thoại đã truyền đến một trận nức nở. Nam Cung Yến chỉ muốn thử gọi vào điện thoại của Trần Triệu Dương, ai mà ngờ lại thật sự gọi được,
trong nháy mắt nghe được giọng nói của anh, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa mà òa khóc. Ước chừng vài phút sau, Nam Cung Yến mới phát tiết xong, còn Trần Triệu Dương vẫn im lặng lắng nghe, trong lòng tràn ngập áy náy. Thật xin lỗi, để em phải lo lắng rồi, Trần Triệu Dương tràn ngập hổ thẹn nói với Nam Cung Yến. Chỉ cần anh an toàn là tốt rồi. Không đúng, không phải là bây giờ anh còn đang ở trên máy bay sao, sao có thể nhận điện thoại được, tốc độ phản ứng của Nam Cung Yến hơi chậm, cảm xúc ổn định lại cô mới nhận ra bất thường. Vợ à, em nghe anh nói trước đã, bây giờ anh chưa thể quay về ngay được, bên này có công việc cần anh phải hoàn thành. Đợi mọi chuyện xong xuôi rồi anh nhất định sẽ trở về tìm em trước tiên, Trần Triệu Dương nhanh chóng giải thích. Được, khi nào anh kết thúc công việc nhớ nhanh chóng trở về. Chờ anh về em nói cho anh một tin tốt, Nam Cung Yến yên lặng rất lâu, cuối cùng cũng không có rối rắm gì với Trần Triệu Dương, nhanh chóng tiếp nhận chuyện này là thật. Tin tức tốt gì thế? Chẳng lẽ bây giờ không thể nói cho anh biết sao? Nghe cô nói như vậy, trong lòng anh lập tức tò mò, nghi ngờ hỏi lại. Không nói cho anh, chờ sau khi trở về anh sẽ biết. Được rồi, ông xã, anh ở bên ngoài chú ý an toàn, bọn em ở nhà đều rất tốt, anh không cần lo lắng cho em, ba ông lão cũng đang ở đây cả, anh yên tâm đi. Nam Cung Yến đột nhiên nảy ra ý đồ nghịch ngợm, không muốn nói cho Trần Triệu Dương biết. Bà xã, vậy em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, tuy rằng Trần Triệu Dương vô cùng tò mò, nhưng nếu bà xã đã không nói thì anh cũng sẽ không hỏi lại thêm. Trần Triệu Dương, tôi là Nguyên Thu, ngay tại thời điểm Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đang lưu luyến không muốn cúp điện thoại thì âm thanh của Nguyên Thu đột nhiên truyền đến. Anh Nguyên Thu, nếu như anh ở đây thì tốt rồi, khi nào thì người của chúng ta mới có thể tiến vào biên giới? Vẻ mặt của Trần Triệu Dương có chút nghiêm túc. Hỏi Nguyên Thu, lâu nhất là nửa giờ nữa, bọn họ có thể tiến vào. Vùng trời của nước ta, tại sao cậu không trở về trong chuyến bay này luôn, ở đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nghi hoặc của Nguyên Thu. Ở bên này có chút chuyện, tình huống bên này anh cũng biết rồi mà, tôi phải giúp bọn họ làm một chuyện, bọn họ mới đồng ý để máy bay cất cánh. Trần Triệu Dương không chút kiêng dè bây giờ và Yati ở bên cạnh, trực tiếp nói với Nguyên Thu. Thì ra là như vậy. Hay là để tôi nói với cấp trên tạo. Cho bọn họ chút áp lực, Nguyên Thu im lặng một lát, sau đó mở miệng. Không cần, Hoa Hạ không thích hợp tham gia vào chuyện bên này, chăm sóc tốt cho người nhà của tôi là được rồi. Trần Triệu Dương từ chối, nếu như mảnh đất nhỏ này là nơi dễ dàng bị khuất phục như vậy thì nơi đây đã không trở thành mảnh đất không thuộc quyền quản lý của quốc gia nào. Yên tâm, trong thời gian cậu không ở đây, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của cậu. Về phần thiết quyền tông cậu cũng không cần phải để ý. Có thầy của tôi ở đây, cậu không cần lo lắng, Nguyên Thu không chút do dự đồng ý. Cảm ơn, cứ như vậy, Trần Triệu Dương yên tâm, lúc này mới cúp điện thoại. Đợi thêm nửa giờ nữa, Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua bây giờ, thẳng thắn nói. Tuy rằng hiện tại máy bay đã bay lên bầu trời, nhưng mà thị trấn Aiwa có vũ khí hạt nhân, vì vậy, chắc chắn là yên lửa hay những thứ linh tinh gì đó cũng không làm khó được bọn họ. Cho nên, anh phải đảm bảo cho máy bay an toàn tiến vào vùng trời của Hoa Hạ mới có thể yên tâm. Không thành vấn đề, lúc này, bây giờ cực kỳ kiên nhẫn với Trần Triệu Dương, sau khi được chứng kiến khả năng chữa bệnh của anh, ông ta lại càng thêm tin tưởng Trần Triệu Dương. Có một bác sĩ có khả năng chữa bệnh cao siêu đi theo, cho dù gặp phải nguy hiểm thì vẫn có thể cứu chữa kịp thời, so với việc mang theo những người có giá trị vũ lực cường đại thì mang theo người này có ích hơn nhiều. Nửa giờ sau, Trần Triệu Dương nhận được tin nhắn của Nguyên Thu, trong đó xác nhận máy bay đã tiến vào vùng trời của Hoa Hạ. Sau khi nhận được tin nhắn này, Trần Triệu Dương lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng việc này có chút rắc rối, nhưng mà cuối cùng thì cũng coi như là kết thúc êm đẹp. Được rồi, cho tôi xem một chút tư liệu của nhiệm vụ lần này đi, Trần Triệu Dương cất điện thoại di động, sau đó nhìn về phía bây giờ nói. Được, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, bây giờ nhất thời cười lớn. Ông ta gọi người mang đến một cái máy tính rồi bắt đầu thao tác trên đó. Trong thời gian này, bây giờ nhấn xuống một cái nút bên dưới bàn đá của đình nghỉ mát, bốn phía xung quanh liền hạ xuống những tấm vải màu đen, ánh sáng trong đình nghỉ mát lập tức bị che mất. Ngay sau đó, bây giờ chiếu tất cả dữ liệu trong máy tính lên màn hình lớn của đình nghỉ mát. Hừm, sau khi lướt qua những tư liệu này, Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong lập tức trao đổi ánh mắt với nhau, bởi vì trên tư liệu có một vài hình ảnh của các công trình kiến trúc thời cổ đại Hoa Hạ. Đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, vô cùng rung động lòng người. Tuy rằng những tư liệu này đều là vẽ tay, nhưng chúng thực sự tồn tại. Lần trước chúng tôi mang các thiết bị điện tử theo, nhưng sau khi tiến vào nơi đó thì tất cả các thiết bị này đều bị trục trặc. Tư liệu này là dựa theo trí nhớ của tôi mà vẽ lại. Bây giờ bắt đầu giải thích, chẳng qua là nói được một lúc,
đến phần sau, ông ta cũng có chút không rõ. Loại tình huống này ngày càng nghiêm trọng, lúc tôi mới trở về thì còn có thể nhớ rõ tất cả, nhưng càng về sau trí nhớ của tôi lại càng trở nên mơ hồ, cho nên tôi mới tìm người vẽ lại những bức tranh này, nhưng mà những ký ức về nó vẫn không thể nào khôi phục, cho dù nhìn thấy bức vẽ tôi cũng không thể nhớ lại những gì mà mình đã nhìn thấy lúc đó. Trong mắt bây giờ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đồng thời còn có một tia bi thương. Hửm, còn có chuyện như vậy sao? Nghe được lời nói của bây giờ, hai người Trần Triệu Dương đều vô cùng kinh hãi, nhất là đối với chuyện trí nhớ ngày càng trở nên mơ hồ, bọn họ kinh ngạc không thôi. Bởi vì loại chuyện này thực sự rất kỳ lạ, chẳng lẽ có loại thuốc nào có thể khiến cho người ta suy giảm trí nhớ sao? Nhưng mà, Trần Triệu Dương cũng vô cùng tò mò về nơi mà bây giờ nói, có thể đó là một nơi giống như Hoa Hạ thời cổ đại, còn có thứ có thể khiến cho người ta suy giảm trí nhớ, tất cả đều tràn ngập bí ẩn. Vậy ông có thể nói cho tôi biết, ông muốn lấy thứ gì ở nơi đó không? Trần Triệu Dương tò mò hỏi. Trước mắt tôi không thể nói cho các cậu, đợi khi đến nơi, tôi sẽ nói cho các cậu tình hình cụ thể. Bây giờ lắc đầu, ông ta không nói muốn thứ gì, rõ ràng là sợ tin ức này bị bại lộ, nửa đường có người đến phá rối, vậy nên, ông ta phải giữ bí mật. Chẳng lẽ ông không sợ khi đến nơi đó rồi, ông lại không nhớ ra đó là gì sao? Trần Triệu Dương cười lạnh, có chút bất mãn đối với bây giờ. Nếu như đã muốn bọn họ giúp ông ta, vậy mà đến bây giờ ông ta vẫn không nói ra tất cả tư liệu, quan trọng nhất là, nếu như chuyến đi này nguy hiểm như vậy, bây giờ lại không nói cho bọn họ biết nguy hiểm đó là gì, bọn họ nên tránh nó như thế nào. Không sợ, tôi đã ghi lại những điều này vào một quyển sổ, lỡ như tôi quên mất thì có thể lấy quyển sổ đó ra xem, vậy là được rồi, bây giờ không chút dao động nói, nếu như ông ta không nắm giữ điều gì đó mà bọn họ không biết, lỡ như đến lúc đó những người này đảo khách thành chủ, chẳng phải là ông ta sẽ rơi vào thế bị động hay sao? Khi nào xuất phát? Trần Triệu Dương hỏi. Đừng nóng vội, tôi vẫn đang tập hợp thêm một số người, chờ bọn họ đến đông đủ, chúng ta sẽ xuất phát, bây giờ cười tủm tỉm nhìn về phía ba người Trần Triệu Dương. Nghe bây giờ nói, nhóm Trần Triệu Dương cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao thì chuyến đi này càng có nhiều người đi theo thì càng tốt. Ba vị, vẫn còn một thời gian nữa mới có thể xuất phát, tôi sắp xếp chỗ ở cho các người, khi nào khởi hành, tôi sẽ thông báo cho ba vị. Bây giờ vỗ võ tay, rất nhanh sau đó đã có một vài người mang theo vũ khí tiến lại đây. Bây giờ, anh trai tôi đâu, rốt cuộc Yati cũng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi. Yên tâm đi, anh trai cô là một cao thủ, tôi sẽ không làm gì hắn ta, đến lúc đó hắn ta sẽ hành động cùng với chúng ta, nhưng mà bây giờ hắn ta phải ở một mình, bây giờ hơi nhếch miệng, cười nói. Nghe bây giờ nói vậy, sắc mặt Yati lập tức âm trầm hẳn đi, nhưng mà anh trai đang ở trong tay đối phương. Bây giờ cô ta còn khó bảo vệ mình, chứ đừng nói đến việc đi cứu anh trai. Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Yati, trong mắt không có chút đồng tình nào, đối với loại người này, nếu có cơ hội thì nhất định phải diệt trừ, nếu không bạn sẽ không biết lúc nào cô ta cắn bạn một cái đâu. Về phần bây giờ không thả Groot, Trần Triệu Dương cũng không cảm thấy bất ngờ tí nào. Với tính cách của ông ta, nếu đã bảo người ta cùng hợp tác, tất nhiên phải nắm giữ lợi thế, người mới lên máy bay lúc trước chính là lợi thế của bây giờ. Chỉ là về sau bởi vì mình chữa khỏi cho ông ta, cho nên mới bị thay đổi. Thế nhưng bây giờ lại không có lợi thế gì về Yati trong tay cả, cho nên, đương nhiên anh trai của cô ta mới trở thành lợi thế của ông ta. Sau đó ba người được dẫn đến chỗ ở, bọn họ ở trong cùng một căn biệt thự, chỉ là Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong ở tầng 1, một mình Yati trên tầng 2 mà thôi. Đại ca, chúng ta thật sự phải tìm cái thứ quỷ quái gì đó cho bây giờ sao, Giang Tử Phong nhẫn nhịn đã lâu. Bây giờ những người khác không có ở đây, đương nhiên cậu ấy muốn hỏi những vấn đề của mình ra hết. Đương nhiên, mặc dù chúng ta muốn chạy rất dễ dàng, nhưng tôi cảm thấy chỗ mà bây giờ nói rất hấp dẫn, nhỡ trong đó có thứ gì tốt thì sao? Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua biệt thự này, khuôn mặt anh lập tức lạnh hẳn đi. Thế nhưng, trong lòng Giang Tử Phong quính lên, đang muốn nói gì đó, lại bị Trần Triệu Dương cắt đứt. Đừng nói gì cả, chờ một chút, anh khoát tay, ngăn lại câu nói kế tiếp của Giang Tử Phong. Sau đó nhanh chóng tìm kiếm trong phòng. Rất nhanh, trong ánh mắt khiếp sợ của cậu ấy, Trần Triệu Dương đã tìm được mấy cái máy nghe trộm, còn có mấy cái camera ẩn. Tìm xong trong phòng mình rồi, anh lại dẫn Giang Tử Phong đến phòng của cậu ấy, cũng tìm được một vài thiết bị nghe lén giám thị, đều là những thiết bị đã được giấu kín, không dễ bị phát hiện. Trần Triệu Dương không nói hai lời, trực tiếp đập nát những thứ đó. Lão già không biết xấu hổ này, thế mà còn giám sát chúng ta. Chúng ta phải làm việc giúp ông ta thật sao? Giang Tử Phong sắp tức điên lên, lúc này hung dữ nói. Đừng nóng vội,
Mặc dù bây giờ này hơi khốn nạn, nhưng mà cũng không vô dụng đâu, ít nhất ông ta đã cung cấp cho chúng ta một con đường tắt có thể tăng thực lực lên. Có lẽ chỗ mà bây giờ nói có liên quan đến một tin tức mà tôi lấy được trước đó, nếu thật sự đúng như vậy, có lẽ ở trong đó sẽ có cơ duyên của chúng ta. Cho nên, làm việc cho ai không quan trọng, quan trọng là có thể lấy được thứ chúng ta muốn thông qua việc này hay không. Trần Triệu Dương lắc đầu, cũng không cảm thấy chuyện này không ổn, ngược lại trong lòng anh đã có một suy đoán loáng thoáng. Chỉ là suy đoán này có chút hoang đường, dù sao lúc trước người của Kỳ Môn Sơn đã nói có một bí cảnh sắp mở ra, cửa vào nằm sâu trong thập vạn đại sơn, mà chỗ bây giờ nói tới có lẽ chính là bí cảnh đó, chỉ là cửa vào ở chỗ khác thôi. Dù sao, trên thế giới này sao có thể có nhiều bí cảnh như vậy chứ? Nếu quả thật có nhiều như vậy, chỉ sợ đã sớm bị người ta phát hiện rồi. Đại ca, ý của anh là lần này chỗ mà bây giờ dẫn chúng ta đến có đồ tốt, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, hai mắt Giang Tử Phong lập tức tỏa sáng, hưng phấn nói. Tôi đoán hẳn là có, chỉ là chúng ta phải cẩn thận, chỗ nào càng có thể thu hoạch được nhiều thì sẽ càng nguy hiểm, cho nên, chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt. Đối với sự lạc quan của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương chỉ biết lắc đầu, hiển nhiên có chút coi trọng với hành động tiếp theo. Thế nhưng bây giờ chúng ta cũng đâu có ra ngoài được, chuẩn bị kiểu gì đây, Giang Tử Phong trần chờ một lát, sau đó nghi hoặc hỏi. Bây giờ không dám giam lỏng chúng ta, chỉ cần chúng ta không ra khỏi N, như vậy ông ta sẽ không để ý, đi, dẫn cậu đi dạo thị trấn Ngải Ngõa nổi tiếng. Trần Triệu Dương nở nụ cười, anh rất hiểu tính cách của bây giờ, dù sao, chỉ cần ở trong thị trấn, như vậy ông ta sẽ không lo lắng bọn họ chạy trốn. Sau đó, Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong công, khai đi ra ngoài. Quả nhiên, người của bây giờ không ngăn cản, nhưng mà Trần Triệu Dương biết, một khi bọn họ thật sự muốn rời khỏi thị trấn Ngải Ngõa, chỉ sợ người của ông ta sẽ lập tức phát hiện, đến lúc sẽ có một đống người đến đuổi giết bọn họ ngay. Nhưng mà Trần Triệu Dương cũng không có ý định rời đi. Trong khoảng thời gian sau đó, anh bắt đầu đi dạo trong thị trấn nhỏ này, cực kỳ nhàn nhã, có điều trong quá trình dạo phố, Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong đã mua một đống đồ. Sau đó hai người bọn họ về tới chỗ ở. Dùng không đến nửa giờ để hoàn thành vũ trang, những trang bị này rất dễ cầm theo, vì nó chỉ là một chút thảo dược. Giang Tử Phong cực kỳ tin tưởng cách Trần Triệu Dương dùng độc, cho nên thấy anh chế tạo những loại độc đó, cậu ấy vô cùng chờ mong, đồng thời Trần Triệu Dương cũng dạy cậu ấy dùng độc như thế nào, giấu độc như thế nào, cậu nắm giữ được một vài thứ cơ bản rất nhanh, còn về phần thành thạo, không rèn luyện lâu dài là không thể có được. Mấy người Trần Triệu Dương cũng không phải chờ lâu, vào đêm, anh đã cảm nhận được mấy hơi thở mạnh mẽ đi vào trong trang viên. Quả nhiên, đến ngày hôm sau, bây giờ liền triệu tập ba người Trần Triệu Dương tới trước đình nghỉ mát, bên trong đó đã có đầy người, còn có một số người có thực lực nhỏ yếu ngồi ở bên ngoài đình. Về phần bây giờ, lúc này ông ta đang ngồi ở vị trí chính, không thèm để ý đến tình huống trước mắt, mà những người ngồi ở bên ngoài cũng không có chút bất mãn nào. Sau khi ba người Trần Triệu Dương tới, anh đã quan sát những người này một chút, quả nhiên phát hiện thực lực thấp nhất cũng là cảnh giới thiên tiên, mặc dù đều là người phương Tây, thứ họ tu luyện không phải nội lực, nhưng năng lượng dao động cũng gần như thế. Trong đó có ba người trong đình có thực lực tương đối mạnh, một lão già mặc áo bào đen, cả người gầy khô như que củi, đang nhắm mắt. Mà hai người còn lại là một đôi song sinh tầm hơn 40 tuổi, bọn họ có vóc dáng cực kỳ cường tráng, nhưng ánh mắt kia lại khiến người ta không hề thích, nó có một sự lạnh lẽo quỷ dị. Cậu Trần, mời vào trong ngồi. Bây giờ nhìn thấy ba người Trần Triệu Dương đến, trên mặt lập tức hiện ra vẻ ân cần, đứng dậy nhiệt tình mời bọn họ. Đi, Trần Triệu Dương cũng không khách khí, đi vào bên trong đầu tiên. Những người bên ngoài thấy cảnh này, ánh mắt nhìn về phía mấy người bọn họ tràn đầy vẻ thương hại và đồng tình. Yati chân chờ một lát, không nhấc chân đi vào trong, bởi vì cô ta cảm giác những người này đều không dễ trêu, nhưng tất cả lại ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài, cô ta không muốn làm chim đầu đàn đâu. Quả nhiên. Lúc hai người Giang Tử Phong và Trần Triệu Dương sắp đi đến cửa đình nghỉ mát, một người đàn ông với thân hình khổng lồ ngồi gần cửa nhất đột nhiên mở to mắt, đôi mắt như chuông đồng trừng lên nhìn bọn họ. Ai cho phép hai người vào đây? Hai người có tư cách sao? Người đàn ông kia chợt quát một tiếng, sau đó hắn ta đạp mạnh một cú về phía Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong, đừng thấy hắn ta có cơ thể khổng lồ, nhưng tốc độ tấn công lại không chậm đâu. Hành động của người đàn ông này chẳng tính là gì ở trong mắt người xung quanh. Tất cả mọi người đều giễu cợt nhìn hai người Trần Triệu Dương. Về phần bây giờ, thật ra ông ta cũng không hiểu lắm về thực lực của hai người, cho nên mới bảo bọn họ đi vào ngay trước mặt mọi người như thế. Nếu như Trần Triệu Dương không tiến lên, như vậy tất nhiên là không có thực lực gì nên mới không dám.
mà nếu như anh dám tiến lên, chắc chắn sẽ có người lựa chọn ra tay, ông ta cũng có thể nhân cơ hội này để xem thực lực của bọn họ. Cút, Trần Triệu Dương biết, nếu như vào lúc này mà còn không để lộ ra thực lực của mình, như vậy đến khi đi thăm dò bí cảnh thần bí đó sẽ bị coi như đá dò đường, tất nhiên lúc ấy sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. So với việc đến lúc đó bị người AF để lộ thực lực, không bằng thể hiện ra một phần ngay từ đầu. Sau khi Trần Triệu Dương hét lên một tiếng, người đàn ông có cơ thể khổng lồ kia lập tức có vẻ mặt đau đớn, thân hình đô con giống như bị một cái búa lớn đập trúng, lùi mạnh về sau hai bước, ngay sau đó liền bay lên, va mạnh vào trong đình. Láo xược, cút ra ngoài cho tôi, ngay lúc tên này sắp đập vào trên bàn đá trong đình, cặp song sinh kia chợt quát lên một tiếng, một người trong đó nhảy lên, đá mạnh ra một cú. Cả người tên kia giống như quả bóng ra, bị ông ta đạp ra ngoài. Sau đó, một người song sinh khác lại xông ra ngoài theo tên đô con kia, cái đùi giáng mạnh xuống đầu Trần Triệu Dương. Muốn chết, trong mắt Trần Triệu Dương lóe lên vẻ tàn nhẫn, không hề chần chờ chút nào, anh cũng tung ra một cú đá, tốc độ nhanh hơn tên kia, đập mạnh lên trên đùi ông ta, đồng thời, thế đi của cú đá này lại không giảm, trực tiếp đá vào trên bụng tên này. Người đàn ông đó bị Trần Triệu Dương đạp trúng, tốc độ bay vào trong đỉnh còn nhanh hơn cả tên mập mạp kia. Một tên song sinh khác đương nhiên cũng không thể ngờ được người anh em của mình lại không chịu nổi một cú như thế, ông ta căn bản chưa kịp chuẩn bị, trong lúc vội vàng chỉ có thể duỗi ra hai tay ra đón. Răng rắc. Chỉ là, ông ta đã hoàn toàn đánh giá thấp một cú đá nén giận của Trần Triệu Dương, hai tay của ông ta vừa mới chạm vào em trai mình, đã cảm giác như bị thương nặng. Trong nháy mắt này, ông ta muốn tránh né, thế nhưng đã không kịp nữa rồi, ông ta chỉ kịp lui lại hai bước, ngay sau đó, cả người đã bị em trai mình đập bay ra ngoài đình nghỉ mát, va nát hàng rào của đình. Một màn này xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, tất cả mọi người còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, ngay cả lão già áo bào đen vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi kia cũng phải mở to mắt ra, nhìn Trần Triệu Dương một cái thật sâu. Mà lúc này trong mắt bây giờ toàn là vẻ nghiêm túc, ông ta không ngờ được tên người Hoa mà mình tùy tiện bắt được lại lợi hại như thế, điều này khiến ông ta vừa mừng vừa sợ, mừng chính là cuối cùng đã gặp được một người vô cùng quan trọng. Hơn nữa còn lợi hại như vậy. Về phần sợ, ông ta hơi sợ người ta không dẫn mình theo. Đi, Trần Triệu Dương không thèm nhìn cặp song sinh kia, mà chậm rãi đi vào trong đình, không khách khí ngồi ở vị trí cặp song sinh vừa ngồi. Giang Tử Phong đã sớm quen thuộc với thực lực của anh rồi, cho nên không hề thấy bất ngờ chút nào, cực kỳ tự nhiên nghi một vị trí khác. Cậu bạn, lợi hại đấy, lão già áo bào đen kia tán thưởng Trần Triệu Dương một câu, sau đó nhìn về phía bây giờ, nói, thú vị thật. Thế mà lại có thể tìm được cao thủ như vậy, xem ra lần này tôi nên yên tâm rồi. Cậu ấy là Trần Triệu Dương, là một cao thủ tôi vô tình gặp được, thực lực tuyệt đối không có vấn đề gì, vẻ mặt bây giờ có chút kỳ quái, nói. Sau đó, ông ta mới giới thiệu mấy người Trần Triệu Dương. Hóa ra, lão già áo bào đen kia tên là Tả Sâm, là một pháp sư Hắc Ma, đây là lần đầu tiên Trần Triệu Dương. Gặp được pháp sư Hắc Ma, anh cực kỳ tò mò, pháp sư Hắc Ma chiến đấu như thế nào? Chẳng lẽ thật sự giống như trong phim và tiểu thuyết, có thể bay trên không trung chiến đấu sao? Về phần cặp song sinh bị đánh bay ra ngoài kia, lúc này sắc mặt tái xanh, mặc dù trong lòng đều giận dữ và nhục nhã, nhưng lại không thể không nuốt cục tức này xuống. Thông qua trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ đã tự hiểu được, với thực lực của đối phương, tuyệt đối có thể giết chết được mình, cho nên, dù trong lòng có bất mãn tức giận nhiều đi nữa, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ là với loại người như bọn họ, một khi có cơ hội, nhất định bọn họ sẽ xé nát đối phương. Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, như vậy chúng ta sẽ chuẩn bị xuất phát, bây giờ đứng dậy, mở miệng nói với người xung quanh. Mấy người Trần Triệu Dương cũng không nói ra bất kỳ dị nghị gì, nếu như đã quyết định muốn cùng đi thăm dò bí cảnh, đương nhiên phải đi vào xem tình huống trước rồi nói sau. Sau đó đám người liền cùng nhau lên một chiếc máy bay tư nhân mà bây giờ đã chuẩn bị sẵn, cũng may chiếc máy bay này đủ lớn, nếu không sẽ không chứa nổi nhiều người như vậy. Ông bây giờ, anh trai tôi đâu, sau khi lên máy bay, rốt cuộc Yati không nhịn được mà hỏi bây giờ. Yên tâm đi, anh trai cô đã sớm đến rồi, chờ chúng A đến, cô sẽ có thể nhìn thấy anh trai mình, vẻ mặt bây giờ rất dịu dàng, vừa cười vừa nói. Nghe bây giờ nói vậy, mặc dù trong lòng Yati vô cùng khó chịu, nhưng cũng không có cách nào, mỗi người ở đây đều có thực lực mạnh hơn cô ta, có thể nói rằng, ngoại trừ có một người anh trai với thực lực mạnh hơn một chút, thì cô ta chẳng còn chút lợi thế nào cả. Yati thấp thỏm ngồi trên máy bay, cũng không dám nghỉ ngơi, cứ chừng to mắt như vậy. Về phần Giang Tử Phong, lúc này đã sớm ngủ thiếp đi rồi, dù sao có đại ca ở bên cạnh,
cậu ấy cũng chẳng cần quan tâm cái gì. Trần Triệu Dương lại không vội đi ngủ, tu luyện đã đủ để thay thế việc nghỉ ngơi. Sau khi lên máy bay, anh liền cảm nhận động tĩnh trên này. Bay được tầm 2 giờ, cuối cùng máy bay đã hạ cánh, bấy giờ mọi người mới phát hiện chỗ này không phải thành phố phồn hoa, mà là rừng cây nguyên thủy. Mọi người không cần suy đoán, nơi này là nước Nepal, chỗ chúng ta sắp đến là La Sơn ở đây, bên trong túi du lịch của mỗi người đều có thứ cần thiết rồi, nếu như không có ý kiến gì, chúng ta lên đường thôi. Bây giờ chỉ vào một ngọn núi cách nơi này rất gần, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe bây giờ nói vậy, trong mắt mọi người đều có vẻ vui mừng, sau đó ai nấy cũng nhanh chóng cầm lấy túi du lịch, lao về phía La Sơn. Lần này có thể nhìn ra được sự chênh lệch về thực lực của đám người ngay, Trần Triệu Dương và Pháp Sư Hắc Ma, còn có bây giờ thuộc về đội dẫn đầu, đội thứ hai chính là cặp song sinh kia, về phần Giang Tử Phong và những người khác thì thuộc về đội thứ ba. Nhưng mà mấy người Trần Triệu Dương cũng không dùng hết sức để đi đường, dù sao còn phải để ý đến những người khác nữa. Nhìn La Sơn kia có vẻ ở gần, nhưng thực tế lại rất xa, đám người chạy hết tốc lực hơn nửa giờ mới đến chỗ đó. Sau khi đến La Sơn, cảm giác đầu tiên của Trần Triệu Dương chính là chỗ này phải có ít người ở mới đúng, thế nhưng anh lại cảm nhận được có không ít hơi thở từng xuất hiện ở đây. Xem ra, nơi này cũng không phải là bí mật gì, hẳn là đã có không ít người biết đến nó. Mọi người nhanh một chút, đã có người nhanh chân đến trước rồi, khi thấy được vài dấu chân người và rác thải, cặp song sinh mới hung dữ liếc những người chạy đến sau, quát lên. Không cần phải gấp, còn nửa ngày nữa mới đến lúc chỗ đó mở ra, cho dù bọn họ đến trước cũng vô dụng. Bây giờ thấy hai anh em này nói chuyện hung dữ như thế thì nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Hừ, nghe bây giờ nói vậy, hai anh em kia lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Được rồi. Đã nghỉ ngơi gần đủ, nên xuất phát thôi, mặc dù không tính là gấp lắm, nhưng nhất định ông ta cũng phải đến đó xem qua. Nghe bây giờ nói, tất cả mọi người mới không tiếp tục nghỉ ngơi nữa, đều tiếp tục lên đường. Tử Phong, có lẽ sau đó sẽ hơi hỗn loạn, nếu như xảy ra chuyện gì, cậu cố gắng đến gần tôi một chút, đừng chạy quá xa. Trần Triệu Dương tụt về sau hai bước, đi đến bên cạnh Giang Tử Phong, nói với cậu ấy. Đại ca, yên tâm đi, có thần khí mà anh cho em. Sẽ không có vấn đề gì đâu, Giang Tử Phong gật đầu, cực kỳ chắc chắn nói. Cậu ấy biết, nhất định phải nắm chắc cơ duyên lần này, nếu không cậu ấy sẽ hối hận cả đời. Sau khi lên núi, tốc độ của bọn họ bắt đầu trở nên chậm hơn, bởi vì La Sơn cao hơn mặt nước biển rất nhiều, cho nên lúc lên đến độ cao khoảng 4.000 mét, đã bắt đầu có băng tuyết bao trùm, căn bản không nhìn thấy đường. Nhưng mà bọn họ đều là cao thủ, cho dù không có đường, vẫn có thể thông qua một chút dấu vết để lại để tìm ra phương hướng tiến lên. Lúc đám người đi lên đến độ cao khoảng 6.000 mét so với mặt nước biển, cuối cùng mới đến một hẻm núi, mà hai bên hẻm núi đã có đầy người, hiển nhiên đều là những cao thủ muốn tới tìm tòi bí mật. Khi Trần Triệu Dương nhìn thấy những người này, con người của anh lập tức co rụt lại, đồng thời hít ngược. Một hơi. Trước kia anh cho rằng có rất ít cao thủ cấp bậc võ đạo tông sư, thế nhưng hôm nay anh lại thấy được ít nhất mười mấy võ đạo tông sư, còn lại đều là cao thủ cấp bậc tiên thiên. Những người này có người da vàng, còn có một số người da trắng phương Tây và người da đen, Trần Triệu Dương còn nghi ngờ rằng có phải tất cả những người tu luyện trên trái đất này đều tập trung ở đây rồi không? Nhìn thực lực của những người này, chỉ sợ người bên phía bây giờ là đội yếu nhất. Quả nhiên, bây giờ thấy cảnh này, sắc mặt cũng có chút khó coi, ông ta không ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này. Phải biết, lúc trước ông ta đến đây cũng không có nhiều người biết, cho nên ông ta mới có thể lấy được một chút chỗ tốt, mặc dù đã phải chịu đau khổ trong một khoảng thời gian dài. Nhưng lần này có nhiều người như thế, hơn nữa thực lực lại rất mạnh, chỉ sợ ông ta cũng không dễ dàng lấy được chỗ tốt nữa. Nhưng mà đã đến một bước này rồi, từ bỏ là tuyệt đối không thể nào, ông ta chỉ hy vọng mình có thể còn sống đi ra, ông ta biết, miễn là còn sống thì mới có thể lấy được nhiều lợi ích hơn. Lúc này bây giờ dẫn mọi người ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Hả, khi Trần Triệu Dương đang chậm rãi đảo qua đám người, anh lại phát hiện có không ít người quen, nếu như không phải anh cẩn thận nhìn một vòng, chỉ sợ đã bỏ qua những người này mất rồi. Viên Vô Nhai, Đằng Hại, sau khi Trần Triệu Dương nhìn thấy hai người kia, trong lòng lập tức có suy đoán. Viên Vô Nhai này đại diện cho Thiên Diễn Tông, những người bên cạnh anh ta hẳn là lãnh đạo của Thiên Diễn Tông, mà thực lực của anh ta đã khôi phục về cảnh giới tiên thiên, điều này khiến Trần Triệu Dương hơi kinh ngạc. Phải biết, lúc trước anh đã đánh nát đan điền của Viên Vô Nhai rồi, hơn nữa anh còn để lại một chân khí của mình trong cơ thể anh ta, dưới tình huống bình thường,
nếu như muốn loại trừ những chân khí này đi, chỉ sợ phải trả một cái giá rất lớn. Có thể chữa trị đan điền, còn loại trừ chân khí anh để lại trong cơ thể Viên Vô Nhai, xem ra Thiên Diễn Tông này không đơn giản. Về phần Đằng Hạ, lúc trước đã để hắn ta chạy thoát rồi, không ngờ lần này lại gặp phải. Phu thần giáo, ai cũng có thể tiêu diệt. Hơn nữa nhìn thực lực của mấy người bên cạnh. Đằng Hạ, chỉ sợ phu thần giáo đã điều động hết tất cả thành viên. Nếu đã như vậy, trong hành trình đến bí cảnh lần này, hãy để bọn họ ở lại trong bí cảnh vĩnh viễn đi. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương lặng lẽ dùng tay nắn mặt mình mấy lần, hơi thay đổi khuôn mặt một chút, lại thêm nhiều người như vậy, cho dù có đối mặt, chỉ sợ Đăng Hạ và Viên Vô Nhai cũng phải phí nửa ngày mới có thể nhận ra anh. Đương nhiên, không phải là vì anh sợ bọn họ, mà là không muốn để bọn họ cảnh giác, đến lúc đó lại để một số người chạy thoát sẽ không tốt. Hành động của Trần Triệu Dương cũng không thu hút sự chú ý của quá nhiều người, dù sao bọn họ mới chỉ đi với anh có nửa ngày, cho dù có biến hóa rất nhỏ, chỉ sợ cũng sẽ không bị ai phát hiện ra được. Chỉ có Giang Tử Phong cảm thấy đại ca của mình thay đổi, nhưng mà cậu ấy cũng không hỏi nhiều, nếu đại ca làm như thế, tất nhiên phải có nguyên nhân của anh. Trần Triệu Dương cảm nhận một chút, những người này được chia làm ba nhóm, một nhóm là đám võ giả đến từ Hoa Hạ, mặt khác có một số người đến từ Nam Bán Cầu, một vài đại sư giáng đầu, người của Kim Cương Thừa, còn có một số vu sư. Một nhóm cuối cùng chính là mấy người như bây giờ, những người này đều là người Bắc U. Chỉ là bây giờ cũng không ở cùng chỗ với những người kia, đồng thời Trần Triệu Dương phát hiện, lúc ông ta nhìn về phía mấy người Bắc U lại có vẻ thù hận khó mà giấu nổi. Điều này khiến anh đã có chút quyết đoán trong lòng, chỉ sợ mỗi trận doanh cũng không được hòa bình lắm, đến lúc đó ắt sẽ có tranh đoạt, mà nếu như lãnh đạo trong một trận doanh có mâu thuẫn, đó sẽ là cơ hội của anh. Sắc trời dần tối, ngay lúc mấy người Trần Triệu Dương chuẩn bị dựng trại nghỉ ngơi thì một số người trong trận doanh Bắc U lại lạnh lùng đi tới trước mặt bọn họ, nhìn điệu bộ này, dường như kẻ đến không có ý tốt. Lúc đầu Trần Triệu Dương còn tưởng rằng kiểu gì những người này cũng phải nhẫn nhịn đến lúc vào bí cảnh mới ra tay hoặc gây sự cơ, không ngờ lại đến gây chuyện vào lúc này. Bây giờ đã nhìn thấy người đến, điều này khiến sắc mặt ông ta tối sầm, bây giờ không tài nào hiểu nổi sao đối phương chẳng có tí nhẫn nại nào cả. Giờ lại tự tìm đến đây làm phá hủy vài kế hoạch mà ông ta đã bố trí cẩn thận. Tao, ông mang nhiều người như vậy đến chỗ tôi làm gì, lúc này, bây giờ không còn chút xíu nào ôn tồn lễ độ, mà mặt mày ông ta lạnh lẽo, không hề che giấu từng tia sát ý lóe lên đáy mắt. Bây giờ, đừng vội vậy chứ, sao mỗi lần gặp là ông lại mang cái bộ mặt y kiểu tôi nợ ông mấy chục tỷ, làm như tôi quyệt nợ tiền của ông, kẻ cầm đầu là một người đàn ông gọi là tao, tuổi tác hắn ta sắp xỉ bây giờ. Chỉ khác là hắn ta nhìn có vẻ điềm tĩnh hơn bây giờ nhiều, tất nhiêu đây cũng là một cao thủ. Ha ha ha! Những tên tao dẫn đến cười như thằng điên, dùng ánh mắt khiêu khích bỡn cợt nhìn vào đám bây giờ. Sắc mặt những người bên phe bây giờ cũng khó coi, cả đám đều dõi mắt vào ông ta, tựa như chỉ đợi ông ta ra lệnh, bọn họ sẽ lập tức xông lên quyết chiến. Không có việc gì à? Không có gì thì biến cho khuất mắt tôi đi, có ân oán gì, lát nữa vào bí cảnh giải quyết, bây giờ hít thở sâu. Nuốt ngược cơn tức sắp trào ra khỏi cổ họng, âm u nhìn tao. Vốn dĩ, bè lũ tao còn định chế nhạo thêm, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt giết người của bây giờ, cả đám ngậm chặt miệng lại. Dù sao đi nữa, mục đích đến đây của họ không phải chọc giận đám người bây giờ, họ cũng chả thích thú chém giết người khác khi chưa vào bí cảnh, mặc dù, họ có đủ lòng tin với bản thân, nhưng vẫn không dám chắc mình giành lấy chiến thắng mà không có một vết thương. Bây giờ ơi là bây giờ, được thôi. Nếu ông gấp gáp muốn biết đến thế, thì tôi chẳng ngần ngại nói hết cho ông đâu, đôi mắt tao khế híp, âm thầm đề cao cảnh giác với bây giờ. Vậy mà hắn ta cứ tưởng bây giờ sẽ không nhịn mà ra tay đánh nhau luôn chứ, không ngờ là ông ta đã học được cách nhẫn nhịn rồi, không thể xem thường ông ta nữa. Thật ra, e hẳn ông biết tôi định nói gì rồi đấy. Có muốn hợp tác với tôi không, tao không có nói toẹt ra hết, hiển nhiên là hắn ta không có ý định nói hết những gì mình biết ra. Hơn nữa, tin chắc rằng mình nói như vậy là bây giờ đã hiểu ý rồi. Bây giờ nghe tao nói thế, biết ngay ý đồ của hắn ta. Hừ, giờ mới nhớ tới tôi làm gì, sao không lo từ sớm đi. Xin lỗi, chuyện hợp tác là không thể nào, tôi không thích bị ông đâm sau lưng một lần nữa. Bây giờ cười khẩy, rồi phũ phàng đáp lại. Bây giờ, ông phải suy nghĩ cẩn thận, nếu như ông tiến vào trong đó mà không có sự trợ giúp của tôi thì chẳng. Khác gì mơ mộng hão huyền. Tao không dao động, vô cùng bình tĩnh nói. Nếu như các ông còn không đi, vậy thì đừng đi nữa, tất cả ở đây hết đi. Sự căm hận trong mắt bây giờ không yếu đi chút nào, đôi mắt lóe sáng như tia điện, rồi bỗng quát o. Được,
ông cứ từ từ suy nghĩ, ngoại trừ tôi, ông không còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta đi thôi, đôi mắt tàu sắc lẻm nhìn ông ta, sau đó mang người mình dẫn đến rời khỏi đây. Các vị, tôi biết các vị có sinh lòng hoài nghi, thật lòng mà nói, thực lực của tôi không tiến triển gì nhiều trong vài năm trở lại đây, đó là do tôi đã từng bị tàu hãm hại sau lưng khi ở bí cảnh, nên đã trúng độc, vì thế, tôi không thể nào hợp tác với hắn ta, xin các vị đừng khuyên tôi cân nhắc. Bây giờ biết những người mình dẫn đến đều có chút lòng hiếu kỳ, nên phải đưa ra vài lời giải thích, nếu không tập thể sẽ dễ dàng nảy sinh khúc mắc, khó lòng đoàn kết. Thì ra là thế, tên tàu này thật hèn hạ, tuyệt đối không nên hợp tác với loại người như vậy. Đúng thế, lỡ như có ngày kẻ này gặp nguy rồi đâm sau lưng chúng ta thì sao, vì vậy mà hy sinh thật không đáng. Người bây giờ dẫn đến đang thảo luận, sôi nổi chê bai, chửi rủa tàu. Sau khi tiến vào bí cảnh, mọi người phải thật cẩn thận. Ngoại trừ những mối nguy hiểm trong bí cảnh, mọi người còn cần phải đề phòng những âm mưu quỷ kế của chúng. Bây giờ nghe được những lời này, một nụ cười tươi rói nở rộ trên mặt ông ta. Kế tiếp, không còn ai đến gây sự, dẫu sao việc chính của họ là tiến vào bí cảnh, mà không phải giam ba chuyện trả thù vớ vẩn. Càng đi, bầu trời càng trở nên âm u mờ mịt, trong thung lũng bỗng truyền đến từng trận động đất dữ dội, người đứng ở hai bên thung lũng lập tức đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát bên trong. Ngay vào lúc thung lũng rung động, hai bờ bắt đầu có tuyết rơi lả tả, vốn dĩ, băng tuyết ngả mình trên ngọn núi này chính là do năm tháng tích tụ mà thành nên rất dày và sâu, dưới chấn động lớn như vậy, thế giới băng. Tuyết tưởng chừng như vô tận kia bắt đầu nứt ra, từng khối tuyết lở lăn xuống dưới thung lũng, khung cảnh ấy thật khiến lòng người khiếp sợ. Đối mặt với sự vĩ đại và kinh khủng của thiên nhiên, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi đột ngột, sau đó họ rối rít lùi lại phía sau. Lỡ như núi tuyết này sụp rồi đổ sập xuống thì dẫu thực lực bọn họ có mạnh đến đâu cũng khó lòng thoát nạn. Tình hình như vậy kéo dài tầm 5 phút, mãi đến khi băng tuyết rút, tất cả đều dương mắt đờ đẫn nhìn nhau đắm đuối, từ ấy, tình cảm của họ đều do băng tuyết vun đắp mà thành. Khi nhìn vào thung lũng, họ cứ ngỡ rằng băng tuyết sẽ bao phủ hơn một nửa thung lũng, nhưng sau khi mọi người về phía thung lũng, họ hoảng hốt hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ chỉ thấy trong thung lũng không có một mống băng tuyết. Dường như chưa từng có trận tuyết lở nào xảy ra. Nhưng mà, mọi người rất nhanh chuyển rời sự chú ý từ việc trong thung lũng không có tuyết đến trong ấy bỗng xuất hiện một vật. Đó là một cánh cửa rất lớn, cao khoảng 7-8 mét, cửa được làm từ gỗ, nhìn qua trông rất cổ kính thanh tao. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là trên cánh cửa chạm trổ vô số hoa văn hình thù phức tạp toát lên vẻ đẹp xa xưa thần bí. Cửa bí cảnh đã xuất hiện, nhìn kìa, lúc này, có người thấy cảnh đó chợt quát to. Sau đó dòng người hối hả ùa xuống dưới thung lũng. Đi, chúng ta lên đường thôi, thấy vậy, nhóm Trần Triệu Dương cũng đi theo, hiển nhiên là họ không muốn rớt lại phía sau. Khi trước, bây giờ đã nói với bọn họ, nếu như nhận được cơ duyên trong bí cảnh, có lẽ thực lực sẽ được tăng lên đáng kể, đến lúc đó, người nào chiếm được tiên cơ thì sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn. Vì thế, không một ai chấp nhận mình ăn cơm thừa của kẻ khác, nên tất cả đều điên cuồng vào tới cánh cửa dưới thung lũng kia. Thế nhưng, sau khi bọn họ vừa đến trước cửa, tất cả đều phải dừng bước. Trần Triệu Dương thấy rất rõ, đã có người đầu tiên chạy tới cố đẩy cánh cửa kia, chỉ là, dẫu bọn họ cố gồng mình đi nữa cũng chẳng thể lay động được nó. Không những thế, còn có hai tia sáng từ đâu đó xuất hiện, bắn chết những người cố gắng đẩy cánh cửa, biến họ trở thành một làn khói xanh, không sót lại chút gì kể cả mẩu xương. Thấy vậy, không còn ai dám tiến lên bước nữa, dù sao, dẫu thực lực của bản thân có tăng tiến hơn. Nhưng nếu như không còn mạng thì cũng chỉ là vô ích. Do đó, tất cả đều tụ tập nơi cánh cửa, dương mắt nhìn nhau, sợ hãi không dám bước lên. Trần Triệu Dương không vội vã, mà bình tĩnh dùng đôi mắt xuyên thấu quan sát cánh cửa, anh muốn nhìn thử rốt cuộc cánh cửa này có cấu tạo như thế nào mà làm sao cũng không lay chuyển. Nhưng mà, thật khiến người ta kinh ngạc, sau khi Trần Triệu Dương quan sát thì phát hiện nơi này làm gì có cửa, ở đó thật ra là một xoáy nước khổng lồ, nói cách khác. Cánh cửa hùng vĩ tráng lệ kia thực chất là do mọi người tưởng tượng ra, cũng có thể nói rằng cái xoáy nước nguy hiểm kia đã biến đổi huyền ảo khó lường thành một cánh cửa cổ kính bí ẩn. Nếu nó chỉ là ảo ảnh thì sao có thể đẩy được chứ? Còn về phần hai tia sáng chết chóc kia, Trần Triệu Dương lại không có phát hiện gì, có lẽ anh phải đợi đến khi chúng kích hoạt mới có thể tìm ra một vài manh mối. Trong chốc lát, tất cả rơi vào tình huống bế tắc. Trần Triệu Dương hiểu, nếu muốn đi vào đó, chỉ có một cách duy nhất. Đó là không động chạm đến bất kỳ thứ gì khác mà nhảy trực tiếp vào xoáy nước, hơn nữa còn là vững bước đâm đầu vào đó tâm không được hoài nghi, chân không được chùn bước, hễ bạn có một chút xíu nghi ngờ bản thân mình thì cánh cửa kia sẽ chặn bước chân bạn lại. Nhưng mà, Trần Triệu Dương không còn ý tưởng nào,
Khả thi hơn, anh muốn biết những người này làm cách nào để đi qua cửa ải này, dù Bezo và Tao đã đi qua cánh cửa này một lần rồi, trong số những kẻ ở đây ắt cũng sẽ có người đã từng tiến vào, không cần tới phiên anh thể hiện bản thân uyên bác. Bezo, hồi đó sao các ông vào được trong đấy? Pháp sư Hắc Ma chợt hỏi Bezo. Khi ấy, cửa chúng tôi đi vào không phải như thế này, chúng tôi cứ đi thẳng vào đó, vốn không hề có chướng ngại vật, Bezo khẽ lắc đầu, hiển nhiên là tình huống này nằm ngoài dự tính của ông ta. Nghe Bezo nói vậy, nhưng mọi người lại không có thắc mắc gì, dẫu sao đã ở trong tình huống này, ai cũng đều mong mình là người đầu tiên vào đấy, nếu như biết cách đi vào thì Bezo đã mang họ vào rồi. Khi mọi người đang căng thẳng tột độ, bên phía tàu bỗng vọng đến một tiếng động lớn, liếc qua chỉ thấy hai bóng người bị trói, lảo đảo đi ra từ trong đám đông. Đi mau, mở cửa ra, bọn tao sẽ thả chúng bay, tao nhếch miệng cười thâm trầm, bắt hai người kia đi trước dò đường. Khi cả hai nghe thấy lời nói bố thí của tao, trong đôi mắt họ thoáng hiện hữu sự đấu tranh vật lộn với chính mình, nhưng mà họ không dám không tuân theo mệnh lệnh độc ác kia, bởi lẽ người thân họ đang nằm trong tay hắn ta, nếu như hôm nay họ không đi, sợ rằng người thân họ sẽ là người đầu tiên gặp họa. Thấy tao sai người dò đường, tất cả mọi người dừng cuộc thảo luận lại, rồi nhìn về phía bên đó. Hai người kia đang run lẩy bẩy, dũng cảm bước từng bước. Mang theo máu và nước mắt đi tới cánh cửa, mặc dù họ đi rất chậm, từng bước đều rất sợ hãi nhưng đã đi thì sẽ có lúc đến đích. Khi hai người đi đến cánh cửa, họ vốn không có cách gì đẩy cửa vì cánh tay bị trói chặt. Thế nhưng, tao thấy thế đã nổi giận lôi đình, hét lớn, sao hai đứa mày ngu như heo vậy? Không có tay thì không biết dùng cơ thể à? Thấy cảnh này, trong lòng Trần Triệu Dương cảm thấy thật khác thường, bởi lẽ vị trí hai người kia đang đứng chính là chỗ xoáy nước, nếu họ lấy tay đẩy, e là có cố đẩy đến chết thì nó cũng không động đậy, nhưng cả hai cùng đâm thẳng, rất có khả năng sẽ tiến vào được. Khi nghe những lời quát nạt của tao, hai người kia vẫn không dám dùng cơ thể lao vào, họ do dự nhìn hắn ta. Nếu như hai đứa mày không làm theo lời tao nói thì ao sẽ sai người giết người thân cả hai đấy, tao nhìn chằm chằm họ tựa rắn độc, móc một bộ điện thoại vệ tinh từ trong túi ra, làm bộ như đang định gọi điện. Hai người liếc nhìn nhau, sự lưỡng lự trong mắt họ tan biến, họ nhìn nhau, rồi cắn răng, lao thẳng vào cái cánh cửa kia, họ tuyệt vọng, chẳng còn khát khao gì nữa, đó chính là quyết định đánh đổi cả mạng sống của mình, họ bị gì cũng chẳng sao, chỉ hy vọng gia đình được bình yên. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, cả hai đâm đầu vào cánh cửa. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đã khiến tất cả ngỡ ngàng, họ chỉ thấy dường như hai người kia không cảm nhận được chướng ngại vật, họ cứ nhẹ nhàng đi vào như đi trên con đường bằng phẳng trơn tru, như mặt nước lặng yên không một gợn sóng, như bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào ly nước nóng. Điều này, thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người trợn tròn mắt, hồi nãy họ vừa mới tận mắt chứng kiến hai người bị tia sáng giết chết, hơn nữa còn có rất nhiều người đi đẩy nhưng cánh cửa vẫn đứng yên bất động. Ấy vậy, một cảnh tượng khó tin lại chân thật xảy ra trước mắt họ. Trần Triệu Dương thầm than thở, hai người này vậy mà đã từ bỏ sinh mệnh của mình, ở nơi như vậy dám phi người nhảy lên, khi chạm vào xoáy nước kia, đã từng có hai luồng sóng năng lượng xuất hiện, nhưng chỉ vì hai người họ cùng nhau quyết tâm tiến vào đó nên chúng mới biến mất. Hai tên khốn nạn này, mau ra đây cho tao, tao thấy thế, biết ngay tình hình không ổn rồi, lúc này hắn ta cầm điện thoại chuẩn bị phun ra vài ba câu đe dọa. Nếu bọn mày không ra, thì tao sẽ gọi điện sai người giết cả nhà bọn mày đấy, tao siết chặt điện thoại, tức giận. Đi thôi, chúng ta thử xem, đúng lúc đó, có vài bóng người thong dong ở ra, đó là mấy người đàn ông da đen, hiển nhiên là bọn họ đã tìm được cách tiến vào. Hành động của những người da đen này thu hút sự chú ý của đám đông, tất nhiên, họ rất nóng lòng muốn biết chuyện lúc nấy chỉ là trùng hợp hay đó chính là cách đi vào bí cảnh. Đi thôi, mấy người da đen kia cử ra hai người đó cùng đi đến vị trí hai kẻ dò đường vừa mới lao vào. Thấy thế, Trần Triệu Dương lắc đầu tiếc nuối, bởi vì hai người kia khi nhảy đã chần chừ, rõ ràng là họ không đạt tới trạng thái không sợ hãi, một lòng liều chết xông. Về phía trước như hai người đàn ông lúc nãy. Dầm. Cơ thể hai người đó va chạm mạnh vào xoáy nước kia, kết quả là bị lực phản mà xoáy nước mang tới bắn ngược ra, văng ra xa mười mấy mét, rồi thê thảm té dầm xuống đất. Hít, thấy cảnh đó, tất cả mọi người giật mình hoảng hốt, phải biết rằng thực lực của hai người kia nằm ở trung kỳ cảnh giới tiên thiên, thế mà lại bị bắn ngược trở về, cánh cửa này có gì đó kỳ lạ. Những người da đen còn lại ngơ ngác, không còn dám bước lên nữa. Mấy tên này thật xui xẻo, Trần Triệu Dương lại quan sát xoáy nước này, phát hiện hai dòng năng lượng. Bắt đầu tụ lại lần nữa, nếu như mấy người da đen này không rút lui, sợ rằng họ phải bỏ mạng tại đây. Quả nhiên, không đợi Trần Triệu Dương phản ứng,
hai luồng ánh sáng màu tím bắn ra từ trên cửa. Trong đấy có hai người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị bắn thành hai luồng khói xanh, tan biến trong thế gian khắc nghiệt này. Mà hai người còn dư lại liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cực kỳ hoảng sợ, lòng khao khát bản thân có thể chạy trốn khỏi cái chết, nhưng sự thật tàn nhẫn, tốc độ của họ quá chậm, còn chưa chạy được 2 mét thì ánh sáng màu tím lại xuất hiện rồi giết chết hai người họ. Khi chứng kiến tình cảnh tàn nhẫn này liên tiếp xảy ra, tất cả mọi người trầm mặc, đôi mắt họ nhìn vào cánh cửa không còn đầy khát khao hy vọng như khi vừa đến nữa mà là ánh mắt tuyệt vọng như phía trước họ không phải là con đường sán lạn thăng tiến thực lực mà là âm tàu địa phủ, con đường dẫn đến cái chết. Mà hai người da đen bị bắn ngược kia vốn còn có vài phần tức giận và không can tâm, nhưng khi nhìn thấy kết quả của đồng bọn, lòng họ thâm cảm thấy may mắn, nếu như cả hai không bị văng ra ngoài, chỉ sợ trong số người chết sẽ có thêm hai người họ. Đến lúc này, không còn ai dám xung phong dò đường, bởi đây là cược cả tính mạng để dò đường, ai cũng chỉ có một mạng thôi. Dù người của các phe không dám ra lệnh cho người của mình đi nhưng mỗi thế lực đều có một đội ngũ tương tự với đội cảm tử trước đây. Tất nhiên, còn một cách gọi khác nữa là người dò đường, dùng mạng sống để dò đường. Những người tu luyện ở Nam Á đẩy đám đông ra, tiến về phía cánh cổng. Họ biết cơ hội duy nhất để sống sót chính là xông vào trong, nếu không thì chỉ còn một con đường chết. Có điều những người này không được may mắn cho lắm, vòng xoáy không bất động mà tự do trôi qua lại, khi họ đi ra thì nó đã đổi vị trí rồi. Quả nhiên, những người này tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu mà cuối cùng vẫn không vào được, trái lại còn có hai người bị tia sáng màu tím bắn chết. Những người còn lại không còn cách nào khác, liên tục đi qua đi về để có thể chạm đến nhưng không một ai thành công. Trần Triệu Dương không ra tay giúp đỡ, vì những người kia nhìn thì đáng thương nhưng đều không phải hạng tốt lành gì cho cam. Sau đó lại có thêm một vài người được cử đi, cũng không tìm ra được quy luật để đi vào. Cho đến lúc này, ngoài hai người thành công đi vào trong đợt đầu tiên ra thì còn lại đều đã chết. Đã có hơn 10 người thiệt mạng, biết cách này không thể dùng được nên không một thế lực nào dám tùy tiện bắt ai đi thăm dò nữa. Mà cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì, ít nhất đã biết được khoảng cách tia màu tím bắn ra được cùng với tần suất xuất hiện của nó. Có được hai manh mối này, một số người có thực lực cao dành thời gian nghiên cứu cổng nhằm tìm ra bí mật ẩn chứa trong đó. Đại ca, anh thấy sao, một buổi tối cứ thế trôi qua. Khi trời sắp sáng, Giang Tử Phong thì thầm hỏi Trần Triệu Dương. Cứ đứng xem thôi, anh mỉm cười nói đùa. Đại ca à, anh đừng đùa nữa. Khai mau, anh biết làm sao để đi vào đúng không, trên mặt Giang Tử Phong mang theo nét danh mãnh. Theo như những gì cậu biết về Trần Triệu Dương, sau nửa ngày quan sát, Giang Tử Phong cho ra được một kết luận, đó là đại ca đã biết cách đi vào nhưng không muốn nói cho những người này biết thôi. Đúng rồi đấy, tôi biết rồi, chẳng qua là không thể nói cho người khác nghe, nếu không thì chúng ta sẽ thành cái bia cho người ta ngắm. Trần Triệu Dương gật đầu, không nghĩ mình cần phải giữ bí mật chuyện này với Giang Tử Phong. Rõ, đại ca, em biết rồi, đại ca là giỏi nhất, thấy anh đã thừa nhận, cậu ấy tức khắc nhỏ giọng hoan hô tâng bốc. Được rồi, đừng nịnh nữa, cánh cổng này không kéo dài bao lâu nữa đâu, chúng ta không vào được thì đợi trời sáng, lúc đó sẽ có một nhóm người dò đường khác xuất hiện. Một khi họ thành công thì chúng ta có thể đường đường chính chính đi vào theo. Có điều lát nữa đi vào cậu phải theo sát tôi. Chưa biết bên trong thế nào, nhưng rất hiển nhiên là sẽ gặp nguy hiểm. Trần Triệu Dương dặn dò Giang Tử Phong. Đại ca yên tâm, em cũng phải ôm cứng chân anh vì cái mạng của em chứ, cậu ấy liên tục gật đầu, đáp. Còn một tình huống khác nữa, nếu sau khi đi vào mà chúng ta bị tách ra, lạc nhau thì chỉ cần dùng cách này, anh thì thầm một lúc bên tai Giang Tử Phong. Nghe xong, hai mắt cậu ấy lập tức sáng lên. Rõ, đại ca, em hiểu rồi, tuy đại ca đã nói như vậy, Giang Tử Phong cũng biết sau khi bị tách ra, việc ưu tiên hàng đầu là phải học cách tự sinh tồn trong thời gian chưa tụ họp lại với anh. Tử Phong, cậu cũng biết đấy, thật ra tôi không muốn để cậu mạo hiểm chút nào. Hay là để tôi tự vào, cậu ở lại đây chờ đi, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng Trần Triệu Dương vẫn không quá muốn cậu ấy theo mình dấn thân vào nơi nguy hiểm. Đại ca à, anh mạnh như thế, phải luôn dũng mãnh tiến lên phía trước mà. Em là đàn em của anh, đương nhiên không thể nhát gan lùi bước rồi. Quan trọng nhất là, đại ca, em không muốn lần nào cũng được anh bảo vệ. Em cũng muốn giúp đỡ anh. Giang Tử Phong lắc đầu, nói một cách kiên định. Cậu đã quyết tâm như thế thì tôi cũng không cản nữa, Trần Triệu Dương gật đầu. Lúc này trời đã sáng, mà thật ra mọi người đều không nghỉ ngơi gì nhiều. Tại cái nơi chìm trong băng tuyết buốt giá này, dù có lều vải cũng không người nào dám ngủ,
ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, dù sao những người quanh đây đều không phải hạng hiền lành. Ba phe thế lực không hẹn mà cùng cử người có khả năng chiến đấu mạnh nhất bên mình ra, rõ ràng là muốn thành công chỉ trong một lần thử. Suy cho cùng, sau khi thám thính cả đêm hôm qua thì về cơ bản đã phát hiện ra được quy luật bản tia, nếu không thể tìm ra lối vào thì vẫn có thể tránh thương vong. Người mà phía bây giờ cử đi không phải Trần Triệu Dương mà là Groot. Sau khi cải trang hoàn tất, hắn ta lẫn vào trong đám đông, cũng không cho Yati biết, đến lúc này mới được bây giờ phái ra. Có thể thấy rõ một điều là ông ta đang lợi dụng Yati để Groot nghe lệnh mình, chứ nếu cử Trần Triệu Dương hay những người khác đi, ngộ nhỡ may mắn vào trong, phản bội thì ông ta hết đường khóc. Trần Triệu Dương nhìn lướt qua Yati, rõ ràng cô ta cũng biết chuyện này nên rất bình tĩnh khi thấy Groot tiến tới. Các phe thế lực không nói gì, người được cử đi tiến lên trước cổng, sau đó một chuyện khôi hài xảy ra trước. Mắt mọi người. Một đám cao thủ có võ công cao cường không ngừng xô vào các bức tường rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, tia sáng màu tím thì bắn thẳng vào vị trí vừa chạm đến của họ. Nếu chạy chậm chút thôi thì e là đã bị đốt cháy đến bốc khói rồi. Lát nữa chúng ta cũng thử xem sao, cùng lúc đó, Trần Triệu Dương nói với Bây Rồ. Cậu chắc chứ, nét mặt ông ta thoáng chốc thay đổi, hỏi. Dù sao cũng chẳng có gì nguy hiểm, cứ thử xem thế nào, anh nhún vai một cái, tỏ vẻ sao cũng được. Thật ra là anh chợt nghĩ đến một khả năng, nếu thật sự tìm ra lối vào thì thứ tự tiến vào trong sẽ bị cạnh tranh, ai cũng chẳng muốn bị đẩy ra đằng sau cả. Trần Triệu Dương không muốn chen lấn với một đống người như thế, dù sao tìm được lối vào chỉ là vấn đề thời gian nên thả chủ động còn hơn. Cũng được, Bây Rồ vốn không muốn đồng ý nhưng thực lực của anh quá mạnh, nếu không chấp nhận lời đề nghị này, ông ta sợ chuyện tiếp đến sẽ khó bàn. Đi thôi, Trần Triệu Dương gật đầu, đi tới cánh cổng cùng Giang Tử Phong. Nhớ kỹ, lát nữa phải theo sát tôi, rõ chưa, Trần Triệu Dương biết họ chỉ có một cơ hội duy nhất, chỉ cần tranh thủ đi vào thành công thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nếu kéo dài thời gian thì đến cả bản thân anh cũng không chắc có thể chống lại được cái tia bí ẩn kia. Vâng, Giang Tử Phong lặng lẽ gật đầu, biết anh không đùa khi nói câu này. Hai người tính toán thời gian, ngay khi tia sáng tím bắn xong, Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong một trước một sau phóng tới cánh cửa ngoài rìa. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh, Trần Triệu Dương thì không hề ngơi nghỉ chút nào, như một mũi tên rời cung khí thế bừng bừng mà lao tới cánh cửa. Tất nhiên là đối với anh, đó không phải cửa mà là một vòng xoáy. Giang Tử Phong đi theo sau, không suy nghĩ linh tinh trong đầu. Đại ca bảo làm bất cứ điều gì, cậu đều thực hiện mà không mảy may nghỉ ngờ. Chưa kể lúc này đại ca đang ở trước mặt, cậu lại càng không có lý do để lùi bước. Trong mắt Giang Tử Phong, thứ cậu sắp đụng vào là một cánh cửa. Tuy trong lòng hơi rối rắm nhưng vì tin tưởng đại ca nên bước chân không hề do dự. Khi Trần Triệu Dương vọt vào trong cánh cửa, Giang Tử Phong vẫn chưa hoàn hồn, cứ thế cũng xông vào. Theo. Chết tiệt, thảo nào lại tích cực như vậy, tìm ra lối vào rồi, Bây Rồ luôn theo dõi Trần Triệu Dương, thấy hai người lao thẳng một mạch vào trong một cánh cửa thì biết anh đã đoán ra được bí mật của nó, chẳng qua là không chịu nói cho mình nghe. Điều này làm cho Bây Rồ cực kỳ căm hận, nhưng việc quan trọng nhất lúc này chính là theo chân Trần Triệu Dương. Nếu không, càng kéo dài thời gian thì phải trả giá càng đắt mới có thể đi vào. Ông ta bắt đầu hành động thì những người khác cũng đánh hơi thấy mùi, thấy được hai người kia đã vào. Một cánh cửa, họ biết đã tìm được lối vào thì phải nhanh chóng vào trong, để càng lâu càng khó xử lý. Vì vậy, nhóm những người có thực lực mạnh nhất thuộc phe Bây Rồ sát sao đuổi theo, những người yếu hơn thì chưa kịp chạy vào đã bị chen đẩy ra ngoài vì nhóm tao cũng đã tới. Sau khi chui vào trong vòng xoáy nước, Trần Triệu Dương có cảm giác cơ thể như bị vặn vẹo, không mở. Mắt ra nổi như bị một thứ sức mạnh nào đó khép lại. Chờ đến lúc cảm giác choáng váng đó không còn, anh mới mở ra, phát hiện nơi này không còn là thung lũng vừa rồi nữa mà là một nơi có thời tiết vô cùng thoải mái. Xung quanh là một rừng hoa cỏ tùm, cây xanh rợp mát, nhiều loại hoa chưa từng thấy đang nở rộ. Quan trọng hơn, nơi này làm cho Trần Triệu Dương cảm nhận được sự thoải mái trước đó chưa từng có. Linh khí ở đây đậm đặc đến mức ngay cả anh cũng thấy ngạc nhiên quá đổi. Quan sát hoàn cảnh xung quanh xong, Trần Triệu Dương mới nhận ra Giang Tử Phong không ở cùng mình. Nói cách khác, sau khi đi vào cánh cửa kia, mỗi người đều bị phân tán trong bí cảnh này. Như thế thì những thế lực kia sẽ không còn ưu thế đông người, nhưng Giang Tử Phong cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mối nguy hiểm này ngoại trừ là bản thân bí cảnh ra thì còn đến từ cường giả của các thế lực. Thực lực của cậu ấy còn quá yếu. Nếu xảy ra xung đột với những người đó thật thì nhất định sẽ chịu thua thiệt. Trần Triệu Dương không nán lại nữa, tung người nhảy lên lao về một hướng,
trên đường đi có để lại ký hiệu đã bàn trước với Giang Tử Phong. Gào! Anh đang bay lướt qua tìm kiếm thì một tiếng giống đáng sợ từ đằng xa truyền đến. Vừa nghe đã biết chủ nhân của tiếng gào thét này là một tên nóng tính khó chơi, có thể chọc giận nó cũng chỉ có những người vừa tiến vào đây thôi. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương tăng tốc lao vọt về nơi phát ra âm thanh. Không cần biết có phải là Giang Tử Phong hay không, nhưng nếu cậu ấy nghe thấy tiếng kêu này thì có lẽ cũng sẽ chạy tới đó như anh. Tốc độ của Trần Triệu Dương rất nhanh, nãy giờ tiếng gào ấy không hề dừng lại, nghe như có gì đó đã chọc nó điên lên. Anh sợ là Giang Tử Phong nên dốc sức bay thật nhanh. Gần 10 phút sau, rốt cuộc cũng đến nơi tiếng gầm truyền đến, Trần Triệu Dương chưa đến nhưng dùng đôi mắt xuyên thấu để tìm hiểu xem bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra thứ đã phát ra tiếng gầm thét đó là một con vượn với màu lông tuyết trắng. Con vượn trắng này cao, hơn 5 mét, không khác gì con King Kong phiên bản đời thực, thân thể nó to lớn đến nỗi cao ngang ngửa cây cối xung quanh. Sở dĩ nó phân nộ như vậy là vì thứ đang đấu với nó cũng là một con thú đáng gờm. Đó là một con chăn có bề ngang chừng 1 mét, cao hơn 10 mét, cái đầu hầm hố đáng sợ như một chiếc xe hơi. Vì không phải Giang Tử Phong gặp nguy hiểm nên Trần Triệu Dương không sốt ruột tiến lên thám thính, chỉ đứng ở nơi khá xa để quan sát. Ban đầu anh tưởng hai con thú này đánh nhau để tranh giành địa bàn, nhưng khi thấy tuy chúng đánh rất dữ dội nhưng lại vô cùng cẩn thận mà tránh qua một chỗ, Trần Triệu Dương nhanh chóng dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn về nơi đó. Trái xích viêm, vừa nhìn thấy thứ xuất hiện ở nơi hai con thú kia tránh không chạm vào thì anh hít một hơi sâu, trong đôi mắt hiện lên sự hào hứng. Trần Triệu Dương không ngờ đến đây lại gặp được thứ có công dụng lớn như vậy. Trái xích viêm này được ghi chép trong cuốn sách linh tỉnh kỳ lạ nào đó mà lão già đã cho anh. Phải hiểu một điều là trên đó ghi lại rất nhiều thứ Trần Triệu Dương chưa bao giờ nhìn thấy, thế mà hôm nay lại có cơ hội gặp được một thứ trong đó. Trái xích viêm có công hiệu giúp đẩy mạnh sức, mạnh của một người lên một bậc mà không có tác dụng phụ nào. Điều kiện để trái xích viêm nở hoa kết trái cực kỳ hà khắc, yêu cầu rất cao về độ ẩm, nhiệt độ, môi trường và mức độ linh khí. Ngay cả khi thời hiện đại có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm thì cũng không thể tạo ra được môi trường thuận lợi này vì còn phải cần đến linh khí. Vấn đề là trái xích viêm phải trồng đến mấy chục năm mới nở hoa, muốn ra quả lại càng lâu hơn, ít nhất phải trên 100 năm mới được. Vì vậy, trái xích viêm là một loại trái cây cực kỳ quý. Giá, mà hai con thú này có lẽ đều đang đến giai đoạn quan trọng cho tiến hóa, con nào ăn được trái xích viêm thì con còn lại sẽ chết. Trần Triệu Dương nhìn hai con đang lao đầu vào nhau, bắt đầu nghĩ kế sách. Đang quan sát thì anh thấy con chăn đã thành công cuốn lấy vượn trắng. Tất cả những loài động vật trong rừng đều biết. Một khi bị con chăn cuốn lấy dù con mồi có mạnh đến đâu cũng sẽ bị nó quấn quanh và từ từ siết đến chết. Vì vậy, khi vượn trắng bị chăn cuốn lấy, Trần Triệu Dương cũng toát mồ hôi dùm cho nó. Nếu con vượn bị chăn siết chết thật thì chắc ý định làm ngư ông đắc lợi của anh sẽ chết từ trong trứng nước rồi. Dù sao hai con thú này thật sự quá đáng sợ, thực lực của Trần Triệu Dương tuy cũng kha khá nhưng anh vẫn thấy chưa đủ để đối mặt với chúng. Vượn trắng giống lên, điên cuồng vùng vẫy trên mặt đất. Vì nó giãy giụa quá dữ dội nên con chăn đang vòng quanh nó không thể siết người lại. Nhân cơ hội này, hai cánh tay mạnh mẽ của vượn trắng vùng lên, tàn bạo nện lên thân của con chăn. Có điều cơn đau đớn ấy lại kích thích con chăn, nó điên cuồng co người lại, đồng thời cái đuôi cũng giơ lên trói một cánh tay của vượn trắng. Lúc này vượn trắng đã bất lực, chỉ có thể dùng cái ai còn lại để công kích con chăn, cuối cùng còn dùng móng vuốt nhọn hoắc mà xé nát thân thể con chăn. Nhưng da thịt nó quá dày. Dù vượn trắng dùng hết mọi cách cũng không thể kéo đối phương ra khỏi người. Thời gian trôi qua, chấn động tạo ra từ cuộc vật lộn của hai con thú khổng lồ càng ngày càng nhỏ. Nội tạng trong cơ thể con chăn đã bị vượn trắng đập vỡ, người con vượn cũng bị chăn siết gấy, nhìn bề ngoài thì thấy vẫn bình thường nhưng xương cốt bên trong đều đã vỡ hết. Đúng là hung tàn, tiếc quá, lại hời cho mình, Trần Triệu Dương rất có kiên nhãn mà đứng nhìn hai con thú dần dần im lặng, tắt thở rồi mới đi ra, nói với nét mặt kỳ lạ. Chỉ mới ở đây mà đã có một thứ tốt như trái xích viêm, không biết chặng đường tiếp theo có nhiều hơn không, nghĩ đến đây, anh ngồi xổm xuống, vươn người tới, nuốt một hơi trái xích viêm xuống bụng. Trái xích viêm này không hề nhẹ nhàng và ngọt lịm như bề ngoài của nó. Sau khi ăn, Trần Triệu Dương lập tức cảm giác được khí nóng hừng hực nổi lên trong dạ dày rồi xông thẳng lên đỉnh đầu. Trần Triệu Dương nhanh chóng ngậm miệng, sợ năng lượng trong trái xích viêm bị phân tán ra ngoài. Sau đó, anh phải điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể, nếu không thì nguồn năng lượng khủng bố này sẽ làm anh nổ tan xác mất. Trong quá trình Trần Triệu Dương không ngừng vận chuyển chân khí, nguồn năng lượng kinh khủng này mới dần dần được cơ thể hấp thu.
anh không dùng nó để thăng cấp, nếu thăng cấp có thể đơn giản như vậy thì lúc này anh đã là đỉnh phong võ tông rồi. Ngược lại, Trần Triệu Dương dùng nguồn năng lượng này vào rèn luyện thân xác, vốn dĩ sức mạnh của cơ thể anh đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng khiếp, trái xích viêm không chỉ có tác dụng ở năng lượng đáng sợ của nó mà còn vì thuộc tính vô cùng đặc biệt thuộc tính hỏa. Nó bốc cháy lên, rèn luyện kinh mạch và nội ạng trong cơ thể Trần Triệu Dương. Không sai, tác dụng lớn nhất của trái xích viêm chính là rèn luyện các cơ quan trong cơ thể võ giả, bảo đảm dù gặp phải cú va chạm dữ dội đến đâu cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Hấp thu năng lượng xong, Trần Triệu Dương đứng dậy, phát hiện sắc trời đã tối sầm. Nói cách khác, chỉ riêng việc hấp thu trái xích viêm đã tốn của anh cả một ngày trời. Không biết Giang Tử Phong thế nào trong thời gian đó nữa. Có lẽ những người khác cũng đã vào được, cả một ngày trời, những người đó đã làm gì? Trần Triệu Dương đứng dậy, tùy ý chọn một phương hướng rồi nhanh chóng lao đi. Anh vừa chạy được hơn 10 dặm thì nhận ra phía trước có người, không những thế ở đó còn đang diễn ra một cuộc chiến. Trần Triệu Dương không sốt ruột tiến lên mà lặng lẽ ẩn thân. Dùng đôi mắt xuyên thấu, anh phát hiện không ngờ phe bị bao vây tấn công lại là đám Bây Rồ, mà thế lực đang bao vây họ anh cũng biết, đó là tao người luôn bất hòa với ông ta. Trần Triệu Dương rất ngạc nhiên khi hai người này lại chạm trán nhau ở đây, quả là đáng vui mừng mà. Hai người này đúng là oan gia ngõ hẹp, bí cảnh lớn thế này mà vẫn gặp nhau được. Tao, làm việc gì cũng phải chú ý để lại đường lui để sau này có gặp nhau cũng không thấy gượng gạo, tại sao cứ phải đuổi cùng giết tận thế hả? Bây giờ che ngực, nơi đó có một vết thương thật dài suýt thì mổ xuống bụng, ông ta căm thù nhìn tao, lớn tiếng chất vấn. Bây giờ, ông có bị ngu không vậy? Chỗ đó chỉ có mỗi tôi và ông là từng vào, ông chết rồi thì chỉ còn mình tôi biết. Tôi không muốn bị người ta đâm sau lưng trong lúc ìm bảo tàng đâu, tao lạnh lùng cười, không đếm xỉa đến lời chất vấn đó. Xông lên, giết sạch bọn chúng, không cho Bây Rồ cơ hội nói gì thêm, tao cho người tấn công người của ông A. Tao, ông đúng là hèn hạ, Bây Rồ nghe thấy mệnh lệnh của tao thì nổi đoá. Ban đầu đúng là hai người đã giao kèo sẽ dùng cái gì khi tụ họp lại. Nhưng phía Bây Rồ lại có kẻ phản bội, chính là đôi song sinh kia. Hai người này dẫn họ vào trong cái bẫy tao đã chuẩn bị sẵn nên mới dẫn đến tình thế hiện giờ. Hèn hạ à, hừ, nếu ông đầu hàng thì có khi tôi sẽ bỏ qua cho ông và mấy tên đồng đội đáng thương kia một mạng đấy. Nghe Bây Rồ nói vậy, tao đột nhiên đưa tay lên, ra hiệu cho cấp dưới dừng lại. Chỉ cần mấy người uống viên thuốc này, tôi sẽ xem mấy người như người của mình. Cân nhắc xem, nói rồi hắn ta lấy một cái bình ra. Quơ quơ với những người ở phía đối diện. Không phải độc đâu, chẳng qua cách 10 ngày phải uống thuốc giải một lần thôi. Sau khi chuyện này kết thúc, mấy người có thể nhận thuốc giải toàn bộ độc. Từ tôi. Tất nhiên, mấy người cũng có thể không tin, thế thì đơn giản thôi. Chết. Tao đưa mắt nhìn đám cấp dưới đang sợ sệt của Bây Rồ, nở nụ cười tàn khốc. Nghe thấy những lời đó của hắn ta, trong lòng Bây Rồ chợt có dự cảm không lành. Quả nhiên. Tao vừa nói xong thì cấp dưới của ông A nhìn nhau, có người bước ra, tiến tới trận doanh của tao. Mấy người, không ngờ người của mình lại phản bội, sắc mặt của Bây Rồ âm trầm như nước, hoàn toàn không ngờ đối phương lại dùng cách bẩn thỉu này. Mỗi người một viên, ăn cái này rồi tôi mới tin các anh, tao nhanh chóng phát thuốc đi. Những kẻ phản bội trở nên lúng túng, nhưng rồi cũng nhận lấy thuốc và uống. Tốt lắm, sau này là người cùng phe cả rồi, tao sảng khoái cười to. Nhìn Bây Rồ và những người khác, nói. Còn ai nữa không, hết rồi thì tôi ra lệnh tấn công đây. Bây Rồ nhìn mấy người lác đác bên mình, khuôn mặt hiện lên sự suy sụp và thất vọng. Tuy vẫn còn một số người trong tổ chức chưa tụ họp. Về đây, ông ta cũng biết họ sẽ không thể làm dấy lên một gợn sóng nào, tao sẽ không cho phép ai có cơ hội phản kháng mình. Nếu đã không thể trở thành đồng đội được, vậy thì chính là kẻ địch, tấn công, đương nhiên tao nhận ra sự đấu tranh trong mắt Bây Rồ. Khóe miệng hắn ta lập tức lộ ra một nụ cười như ý, xem ra còn phải thêm một mồi lửa nữa. Đợi một lát, chúng tôi chấm QUI phục, sắc mặt Bây Rồ tái xanh, cao giọng kêu lên. Mấy người còn lại vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết, nghe thấy lời nói của Bây Rồ, sắc mặt lập tức thả lỏng, nếu còn có thể sống sót, ai lại muốn chết cơ chứ? Đến đây đi, ăn cái này vào, trên mặt tao lộ ra nụ cười chiến thắng, sau đó ném viên thuốc cho Bây Rồ. Hắn ta cũng không dám lơ là với Bây Rồ, tuy rằng thực lực người này hơi yếu hơn mình một chút, nhưng mà không kém hơn bao nhiêu, nếu Bây Rồ thật sự liều mạng một lần, có lẽ thật sự có thể tạo nên chút tổn thất với hắn ta. Quy phục thì có thể, nhưng tôi sẽ không ăn những thứ mà ông đưa, hiểu chưa? Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi, Bây Rồ cũng có sự kiên trì của mình, làm cường giả một phương,
nếu cứ chịu để cho người ta khống chế như vậy, ông ta tuyệt đối không cam lòng. Không thành vấn đề, bây giờ quan trọng nhất là nhanh chóng đi đến miếu thần, nếu bị người khác nhanh chân đến trước, tất cả sự chuẩn bị của chúng ta đều sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng. Tao gật đầu, hắn ta cũng không trông mong thật sự có thể khống chế được bây giờ, có điều, miễn là trong tay hắn ta còn có người của bây giờ, như vậy cũng không sợ ông ta sẽ đột nhiên phản bội. Đúng vậy, đi thôi, sắc mặt bây giờ đột nhiên thay đổi, chất độc trong cơ thể ông ta chẳng qua chỉ bị áp chế, nếu muốn giải quyết triệt để, nhất định phải vào trong miếu thần tìm kiếm. Trần Triệu Dương đang lắng tai nghe lén lập tức vui mừng trong lòng, vì anh biết, bây giờ này đang nói dối bọn họ, trí nhớ suy giảm gì đó, đều là giả dối. Có điều, Trần Triệu Dương lại cảm thấy vô cùng hứng thú với miếu thần trong miệng bọn họ, có lẽ kho báu thật sự được đặt trong đó. Sau đó, đám người bây giờ dốc hết sức lực lên đường, chẳng qua tốc độ của bọn họ cũng không nhanh lắm, vì thỉnh thoảng sẽ có một số sinh vật kỳ lạ trong bí cảnh xuất hiện. Ban đầu đội ngũ của bọn họ có hơn 30 người, nhưng mà dọc đường đi đã bị chết, chỉ còn lại khoảng 20 người thoát ra. Mà những người còn sống này cũng đều bị thương, vô cùng nhếch nhác. Mà Trần Triệu Dương đi theo sau bọn họ lại ngồi mắt ăn bát vàng, dù sao chỉ có một mình anh, mục tiêu quá nhỏ, không đợi đến khi những quái thú này xuất hiện trước mặt anh, đã bị mấy người bây giờ giải quyết hết rồi. Có điều, khi sắp đến miếu thần, bọn họ gặp phải những cường giả ở phía nam bán cầu, chẳng qua thế lực hai phe này cũng không hề ra tay, vì phía nam bán cầu kia cũng không phải là không bị tổn hại chút nào, mà bọn họ cũng tổn thất rất lớn. Hơn nữa, bây giờ còn chưa lấy được chút lợi ích gì. Đánh nhau chí chóe hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù không đánh nhau, nhưng hai bên cũng không hòa bình chút nào, một đám người nhìn về phía đối phương không hề có sắc mặt gì tốt đẹp, trong ánh mắt đã ngập tràn sát ý. Vì miếu thần đang ở trước mắt rồi, ai nấy đều biết, trong miếu thần mới là màn diễn chính. Chẳng qua khi bọn họ đi đến đằng trước miếu thần, phát hiện người của Vu Thần Giáo, còn có người của Thiên Diễn Tông đều đã ở đây rồi, nói cách khác, phía Hoa Hạ đã đến từ lâu rồi. Điều này làm cho sắc mặt đám người bây giờ hơi khó coi. Có điều, nhìn thấy bọn họ cũng chưa vào trong, mấy người bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hừ, vừa lúc đó, Trần Triệu Dương đột nhiên phát hiện ra Viên Vô Nhai thế mà lại không hề có mặt trong đám người, mà rõ ràng miếu thần là nơi quan trọng nhất, Viên Vô Nhai chưa từng xuất hiện, chuyện này rõ ràng có phần không được hợp lý cho lắm. Các vị, nếu đã đến đây rồi, tại sao lại không vào trong, tao dẫn đầu bước đến, nhìn về phía trận doanh Hoa Hạ bên này. Lúc này, từ trong trận doanh Hoa Hạ, có một người đàn ông trung niên, trên mặt có vết sẹo nhưng vẫn vô cùng anh tuấn bước ra, hơi thở trên người ông ta vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt chặt chẽ nhìn thoáng qua đám người tao. Nói nhảm nhiều thế, đừng có thăm dò chúng tôi, nếu muốn đi vào các ông có thể vào ngay bây giờ, Đới Lạc hừ lạnh một tiếng, không khách sáo chút nào nói với bọn họ. Đới Lạc, đừng có nói chuyện quái gở mãi như thế, thật sự cho rằng chúng tôi sợ ông sao, nụ cười trên mặt tao biến mất, sau đó hừ lạnh một tiếng, lập tức. Đáp trả, tao, đã nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn như cũ, vẫn nhát gan như vậy, ở Hoa Hạ chúng tôi có một câu nói, gọi là nhát như thỏ đế, chính là để nói ông đấy, trên mặt Đới Lạc lộ ra nụ cười giễu cợt nói. Đới Lạc, không ngờ rằng bây giờ ông đã thay đổi rồi, trước đây là người lạnh lùng đến mức nào, bây giờ thế mà lại khác, thành kẻ rông dài rồi, giống như một người phụ nữ vậy, làm nha làm nhảm, tao chào phúng ngược. Lại, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao các ông chưa vào? Trong, ngay khi hai người Đới Lạc và tao còn đang tán gẫu, đột nhiên có một người chống gậy từ phía thế lực. Nam bán cầu bước ra, nhìn qua có vẻ là một ông lão đã đến tuổi gần đất xa trời, chẳng qua khi ông ta nói chuyện lại vô cùng khí phách, nhìn thẳng về phía Đới Lạc, rõ ràng, ông ta vô cùng khó chịu với cách nói chuyện che giấu của Đới Lạc. Lão già kia, ông còn chưa chết sao? Cũng đúng, người của môn phái các ông giỏi nhất là giả chết mà. Giả chết nấp trong kim tự tháp kia là chuyện mà đám các ông am hiểu nhất rồi, Đới Lạc liếc mắt nhìn ông lão kia, ánh mắt lộ ra ý trào phúng nồng đậm. Đới Lạc, tôi thấy vết sẹo trên mặt ông hẳn là nên sâu hơn một chút, tốt nhất nên cắt đầu ông xuống, ông lão kia cười lạnh, không khách sáo chút nào chọc vào. Vết sẹo của Đới Lạc. Đai lần đáng chết, hôm nay nếu tôi không vặn đầu ông xuống, tôi sẽ không mang họ Đới nữa, trong mắt Đới Lạc có sát ý nồng đậm, điên cuồng gầm lên với ông lão tên là Đai lần kia. Rõ ràng. Đới Lạc cực kỳ để ý đến vết sẹo này, dù sao, vết sẹo có thể nói là đã phá hủy gương mặt anh tuấn vốn có của Đới Lạc, lúc này nhìn qua ông ta có vẻ dữ tợn. Ông có thể thử, xem lần này tôi có thể chém đầu ông xuống không, Đai lần hừ lạnh, sau đó bước lên một bước, trên người rõ ràng có hơi thở lạnh lẽo tuôn trào ra ngoài, hung dữ hướng về phía Đới Lạc.
tự tìm đường chết, Đới Lạc cũng không phải người tốt tính, cảm nhận được trên người Dylan có hơi thở khiêu chiến, Đới Lạc không hề yếu đuối chút nào, lập tức đón tiếp. Mà người đứng đầu hai bên đã như vậy rồi, những người đứng sau bọn họ đương nhiên cũng không hề yếu kém chút nào, tất cả đều dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía đối phương không kiêng dè chút nào, thả ra hơi thở trên người mình, trận chiến vô cùng căng thẳng. Tôi nói này hai vị, đang làm gì vậy hả? Bây giờ còn chưa đi vào đâu, đã kêu đánh kêu giết rồi, có phải hơi sớm quá không? Cực kỳ không sáng suốt, đúng lúc đó, tao đột nhiên xuất hiện, đứng giữa hai bên, khuyên ngăn. Tao chỉ ước gì hai tên này sống mái với nhau, tốt nhất là làm cho cả hai bên đều tổn hại, đến lúc đó hẳn ta làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà, hắn ta biết rõ, không thể có chuyện như vậy được, vì trong miếu thần có nhiều thứ cần đến người, hơn nữa còn cần đến rất nhiều người, nếu thiếu người, đến lúc đó sẽ có nhiều chỗ không có cách nào đi qua được. Cho nên hắn ta nhất định phải đứng ra ngăn cản, hắn ta cũng không muốn đã chuẩn bị trong thời gian dài như vậy, cuối cùng lại vì chuyện này mà thất bại trong gang tấc. Nghe được lời nói của tao, bầu không khí dịu đi đôi chút nhưng tất cả mọi người vẫn cảnh giác nhìn đối phương như trước. Dù sao khi cao thủ so chiêu thì phải xem ai chiếm được tiên cơ. Hai vị, bây giờ nếu mọi người muốn đánh nhau cũng được, nhưng không sợ đến khi cả hai bên cùng chịu tổn thất rồi, tôi ở ngoài làm chim sẻ chờ sẵn sao, tao không thèm che giấu nói. Quả nhiên, nghe được lời của tao, cả hai phe đều lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía hắn ta cũng không chút thiện ý nào, hiển nhiên bọn họ cũng đang rối rắm vấn đề này. Đới Lạc và Dylan cũng không phải là hai tên ngốc, sau khi nghe tao nói đương nhiên cũng thông suốt vài điều. Bầu không khí giữa hai người lập tức dịu đi, vẻ khát máu giữa họ đã biến mất. Số ông cũng hên thật, nếu đổi thành một người bản địa, tôi nhất định sẽ khiến ông phải nếm trải từng chút một hương vị của cái chết, Đới Lạc hừ lạnh một tiếng, sau đó lui về hai bước tỏ thái độ của mình. Hừ, ông cho là ông không may mắn sao, lần sau tôi nhất định sẽ khiến ông đổ máu tại chỗ, Dylan cũng không cam lòng yếu thế, hung tợn đáp trả. Tốt lắm, tôi thấy là nếu hai vị muốn giải quyết ân oán thì cứ đợi đến khi chúng ta tiến vào thần miếu lấy được chỗ tốt mà chúng ta muốn, rồi dù hai người có đánh đến đầu rơi máu chảy tôi cũng không quan tâm. Bây giờ tạm thời dẹp ân oán sang một bên, nên nghĩ lại làm thế nào để đi vào mới đúng. Hiện nay, thế lực của tao đang đứng đầu nên đương nhiên lời nói rất có trọng lượng, hai người họ cũng dần lấy lại bình tĩnh. Vừa nãy người của bọn họ đã đi vào rồi, người của Dylan ở phía sau đột nhiên nói nhỏ mấy câu bên tai ông ta, sau đó sắc mặt Dylan rất khó coi nhìn về phía đám người Đới Lạc bên này. Người của tao nghe được lời nói của Dylan cũng biến sắc, phải biết rằng việc tiến vào thần miếu vô cùng khó khăn. Lần đầu tiên bọn họ tiến vào bí cảnh cũng bị vây ở nơi này. Nhưng mà, làm thế nào họ cũng không ngờ tới bên Hoa Hạ lại có người có thể tiến vào trước được. Sắc mặt của đám Đới Lạc cũng thay đổi, bọn họ không lường trước được rằng đối phương cũng biết chuyện này, điều này khiến ánh mắt ông ta nhìn về đám người phía sau mình có chút u ám. Ông ta biết chỉ sợ trong đám người của ông ta có gián điệp của đối phương rồi, mà tên gián điệp đó đã truyền được một vài tin tức của bọn họ cho đối thủ. Ông Đới Lạc, không phải ông nên cho chúng tôi một lời giải thích sao, ánh mắt tao lạnh như băng nhìn Đới Lạc, tuy rằng hắn ta vẫn cho rằng hiện tại không nên chém giết nhưng mà nếu bị đối phương nhanh chân đến trước thì việc này quá sức khôi hài. Đây là chuyện bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận được. Được thôi, nếu mọi người đã nói đến mức này rồi thì tôi cũng không che giấu nữa. Đúng thế, quả thật là có một người của chúng tôi đã đi vào, nhưng mà cậu ta chỉ có thực lực cấp tiên thiên mà thôi, hơn nữa là do đánh bậy đánh bạ mà vào được. Đến phiên chúng tôi muốn đi vào cũng chẳng có cách nào. Đương nhiên, các người có thể không tin những gì tôi nói. Nhưng mà tôi tin các người có biện pháp để biết tôi nói thật hay không. Vậy nên tôi sẽ đợi ở đây, nếu các người và tôi có thể thống nhất mục đích chung thì tốt, chúng ta tiếp tục nghiên cứu xem nên đi vào như thế nào. Nhưng nếu các người vẫn khăng khăng là lỗi của chúng tôi, vậy tốt thôi, cùng lắm thì chiến một trận. Thực sự cho rằng chúng tôi sợ sao? Đới Lạc hừ lạnh một tiếng. Chẳng có chút dáng vẻ sợ sệt nào, ngược lại rất thẳng thắn nói rõ, sau khi nói xong còn bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu nữa. Thấy Đới Lạc gần như nói trắng mọi thứ, bọn tao không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía Dylan. Dù sao cũng do ông ta khơi mào chuyện này trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dylan im lặng một lát, lại thêm người vừa nãy cáo trạng với ông ta nói thêm vài lời, sắc mặt ông ta mới dịu đi đôi chút. Nếu đã là trường hợp đặc biệt thì quên đi, mọi người cũng đừng giấu giếm giếm nữa, ai có tình báo gì thì nhanh chóng lấy ra chia sẻ chút đi, nhanh tiến vào trong. Chứ nếu ngay cả cửa cũng không vào được, thì còn thảo luận cái gì nữa.
Tao nhìn thấy Dylan có biểu cảm đã có được đáp án mong muốn liền thẳng thắn nói với bọn họ. Trần Triệu Dương núp ở trong tối nghe những người này toàn nói những lời vô nghĩa, thật sự muốn đi ra giải quyết Quách cho xong. Nhưng mà anh chưa muốn bại lộ bây giờ, dù sao anh cũng chẳng có chút hiểu biết nào về thần miếu này. Hơn nữa còn chưa nhìn thấy chỗ có lợi càng không nên để lộ chính mình. Nhóm người này đứng ở đó bàn bạc phương án, bàn đến mức Trần Triệu Dương muốn ngủ tới nơi, lăn qua lộn lại mãi mà chẳng có ai nói thật câu nào. Anh biết chỉ có khi nào gặp phải nguy hiểm thật sự thì đám người này mới bằng lòng nói thật, bằng lòng xuất lực. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương xoay người lao về phía xa. Vừa nấy trên đường, anh cảm nhận được một hơi thở truyền đến từ lòng đất khiến tim anh đập mạnh, lúc ấy anh có dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn đảo qua thì phát hiện dưới lòng đất có một con quái thú đang ngủ say. Trần Triệu Dương nhanh chóng tiến vào chỗ khi nấy anh phát hiện ra con quái thú, chẳng qua Trần Triệu Dương không trêu chọc vào con thú đó mà chỉ dùng chân khí bao quanh một thanh kiếm lớn, trên thanh kiếm đó không có hơi thở của anh. Sau đó Trần Triệu Dương khống chế cái chuôi kiếm đâm mạnh xuống nền đất, nương theo lực phát ra, anh lập tức thu hồi chân khí của mình, đồng thời nhanh chóng ẩn giấu tất cả hơi thở trên người. Rốt cuộc lúc chuôi kiếm lao xuống không có đâm bị thương chỗ nào của quái thú, vì dù sao có lớp đất dày như vậy. Lực đạo của thanh kiếm lớn đã bị triệt tiêu không ít. Tuy tính toàn thế nhưng lực đâm vào quái thú vẫn mạnh mẽ như thường, chẳng qua là nhờ quái thú da dày thịt béo nên mới không bị thương mà thôi. Không bị thương nhưng lại đánh thức nó, sau đó nó bắt đầu nổi giận. Trần Triệu Dương dùng hết khả năng để tránh ra xa nhưng khoảnh khắc quái thú bừng tỉnh vẫn khiến anh cảm nhận được chấn rung từ mặt đất, sau đó, một vật đen xỉ nháy mắt nhô lên từ mặt đất bằng phẳng. Ngay sau đó, một con cự thú hung tợn từ trong lòng đất chui ra. Trần Triệu Dương đang ẩn nấp thì nhìn thấy hình dạng của con cự thú, không khỏi hít khí lạnh. Vốn dĩ anh cho rằng quái thú xuất hiện chỉ là một loại bình thường, trăm triệu lần không nghĩ đến quái thú này còn có thể biến thân, hình thể tăng lên ít nhất hơn 2 lần so với lúc trước, tựa như một chiếc xe tải khổng lồ. Toàn thân dài ngoằng được bao phủ bởi lớp vải to, như cái thau rửa mặt, đầu giống con tê tê chẳng qua có thêm đôi cánh đầy thịt, nhìn rất quái. Khi con cự thú vừa chui ra khỏi mặt đất lập tức ngửa mặt lên trời hét lớn. Sau đó cẩn thận ngậm thanh kiếm kia vào miệng rồi chuyển động 8 cái chân khổng lồ nhanh chóng bay đến hướng thần miếu. Thấy cảnh này, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm giác hình như mình có chút xấu xa, trong lòng thầm cầu nguyện cho mấy tên xấu số kia. Còn anh thì ung dung tự tại đi theo phía sau con cự thú. Con thú này đang rất điên loạn, chỉ cần là nơi nó bay. Qua, mọi thứ từ những ngọn núi đá đến cả đại thụ to lớn đều bị nghiền nát cả. Trần Triệu Dương thấy vậy trợn tròn cả mắt. Cũng may tuy con quái thú này rất khủng bố nhưng chỉ số thông minh không được cao cho lắm, nếu không cũng sẽ không cần lần tìm theo hơi thở. Chết tiệt, tình huống gì thế này, ngay lúc bọn đới lạc đang thảo luận kịch liệt, bọn họ bỗng cảm giác được mặt đất đột nhiên truyền đến từng đợt chấn động. Khi họ đưa mắt nhìn về đám bụi đất bay mù mịt phía xa, nháy mắt tập trung toàn bộ vào người con cự thú kia. Khi họ nhìn thấy con cự thú thì trợn tròn cả mắt. Dù cho cách xa như vậy vẫn có thể được cảm nhận được hơi thở từ trên người con cự thú truyền đến khiến người A tim đập chân run. Con cự thú kia đang hướng về phía chúng ta, đừng có giấu giếm nữa, đây là chìa khóa để tiến vào thần miếu mà chúng tôi có được, tin rằng các vị cũng có thứ này. Nếu thật sự vẫn không chịu lấy ra thì tất cả chúng A đừng mong sống dễ chịu. Sắc mặt tao xanh mét, giờ phút này cũng chẳng dám cất giấu thứ gì nữa, thẳng tay lấy một khối kim loại hình tam giác, xem ra hẳn là đồ không trọn vẹn. Những người khác liếc nhìn nhau, hiển nhiên lúc này đã rất nguy cấp rồi, nếu vẫn còn giấu giếm thì chết chắc. Đây chính là 3 khối chúng tôi có được, đới lạc lấy ra 3 khối tam giác của mình, nhìn bề ngoài thì kiểu dáng khá giống nhau, nhưng mà hoa văn phía trên mặt thì hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua chúng ta đã nói trước rồi, ai có được nhiều mảnh của chìa khóa thần miếu hơn thì có quyền ưu tiên lựa chọn ở trong thần miếu. Mọi người chắc sẽ không phản đối điều kiện này đúng không, trên mặt đới lạc hiện lên vẻ nắm chắc mọi thứ. Tôi cũng có một khối. Ý của ông là xem ai quan trọng hơn đúng không? Nếu đã như vậy thì tôi rút lui, để tôi mở to mắt nhìn xem ông làm thế nào để đi vào đó dựa vào 3 khối sắt vụn này. Dylan cũng tiện tay lấy ra một khối bên hông, thảy thảy trong tay rồi xoay người đi về phía khác. Dylan, ông muốn đi đâu? Đới lạc và tao nhìn nhau, sau đó mang người chặn lại hướng Dylan đang muốn rời khỏi. Thế nào hả? Nếu tôi không chịu giao ra thì các ông muốn cưỡng ép chiếm lấy sao? Nhìn thấy thái độ của bọn họ, sắc mặt Dylan tối sầm xuống. Đới lạc, ông biết rằng dù ông sở hữu 3 khối thì cũng vô dụng. Chỉ cần thiếu mất 1 khối trong số chúng ta thì ông cũng chẳng vào được. Cho nên đừng có nói đến điều kiện nữa, vào được trước rồi tính tiếp, tao nhìn lướt qua quái thú đang ngày càng gần, có chút bực. Mình nói với đới lạc. Được,
đành để cho các ông chiếm chút hời từ tôi vậy, đới lạc cũng biết ông ta đưa ra yêu cầu như thế vào thời điểm này rất gượng ép, ông ta cũng không có cảm giác tốt với quái thú kia. Không nói vô nghĩa nữa, đi thì chịu thua hai tên ngu xuẩn này. Hắn ta thề đợi khi vào được bên trong rồi nhất định phải xử lý toàn bộ. Ba người cầm đầu nhanh chóng cầm lấy chìa khóa thần miếu rồi đi đến cửa, trên cửa có một vết lõm, ba người họ theo thứ tự đặt chìa khóa của thần miếu vào. Ngay khi năm khối kim loại đầu được đặt lên thì cửa đá thần miếu bỗng phát ra tiếng động. Ngay sau đó, cửa đá lớn bắt đầu được kéo lên, lộ ra một lối đi tối om. Đi! Thấy cảnh này, tất cả đều phấn chấn vô cùng, điên cuồng phóng về phía cánh cửa lớn kia. Cũng may cánh cửa của thần miếu đủ rộng, cho dù nhiều người đi vào bên trong như vậy cũng không có vẻ gì chật chội. Trần Triệu Dương đang ở phía sau cự thú đương nhiên cũng thấy được cảnh này, khóe miệng anh đột nhiên lộ ra một nụ cười khinh bỉ, một đám người ích kỷ, phải đến tận thời khắc này mới chịu đem đồ vật này nọ ra. Nhưng mà chẳng lẽ bọn họ không biết, bọn họ vào được, còn cự thú này lại vào không được sao? Khi ánh mắt bây giờ u ám nhìn lướt qua chìa khóa của thần miếu, bỗng bay vụt đến nơi để chìa khóa thần miếu, vươn tay muốn chộp lấy. Bùm! Ngay khi bây giờ sắp bắt được chìa khóa thần miếu, bỗng một cỗ lực cực mạnh hung hăng bộc phát, trực tiếp nổ bây giờ bay ra ngoài. Thực sự cho là toàn thế giới chỉ có mình ông thông minh sao, động tĩnh từ phía bây giờ thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn tao nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, không để ý đến ông ta nữa mà vọt thẳng vào trong. Hả? Ngay khi tất cả mọi người đều vào trong thần miếu rồi thì con cự thú kia cũng vọt tới cửa, nhưng điều khiến Trần Triệu Dương ngạc nhiên chính là con cự thú lại do dự không tiến lên nữa, có vẻ là sợ hãi thứ gì đó, thân thể cao lớn không ngừng quanh quẩn trước cửa thần miếu. Thấy vậy, Trần Triệu Dương nhíu mày, đột nhiên anh cảm thấy hình như mình đã làm ra một chuyện rất ngu xuẩn, cứ như tự bê đá đập chân mình. Nếu con cự thú này không đi vào hoặc không rời đi thì bản thân anh phải làm thế nào để đi vào đây? Đợi khoảng chừng 5-6 phút. Con quái thú vẫn chẳng có ý định sẽ rời đi hoặc đi vào, điều này khiến Trần Triệu Dương đau đầu không thôi. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải liều mạng tiến vào bên trong. Anh hạ hơi thở của mình đến mức thấp nhất, tốc độ vô cùng chậm rãi, đi khoảng hơn 10 phút rốt cuộc cũng có thể kéo gần khoảng cách đến cửa. Nhưng mà khoảng cách này nhìn như gần nhưng vẫn còn cách tận 20 mét nữa, anh nhất định phải vào được bên trong ngay lần đầu tiên. Nếu không, một khi con cự thú này phát hiện thì e là chẳng còn cơ hội thứ hai. Chính là bây giờ. Ngay khi con cự thú dịch chuyển hơi cách khỏi cánh cửa một xíu, trong mắt Trần Triệu Dương chợt lóe, cả người tựa như tên rời cung điên cuồng vọt vào bên trong cánh cửa. Có thể nói đây là tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay của anh. Nhưng ngay lúc này, trong mắt con quái thú cũng lộ ra vẻ đặc biệt tính toán, đó chính là ánh mắt thực hiện được âm mưu. Trần Triệu Dương vẫn dùng đôi mắt xuyên thấu để quan sát con cự thú này, ngay khi đôi mắt nó thay đổi, trong lòng anh lập tức nhảy dựng, cái thứ to xác này đang tính kế mình. Không một chút do dự, Trần Diệu Dương chạm mũi chân vào mặt đất, tốc độ vốn đã cực nhanh bỗng tăng nhanh nữa. Mà lúc này, anh cũng cảm giác được phía sau lưng mình truyền đến một luồng áp lực cực lớn, anh còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm nhận được một cú nện cực tàn bạo đập xuống sau lưng mình. Cả người anh giống hệt một quả đạn pháo, hung hăng bay thẳng vào trong thần miếu. Gào! Đúng là con cự thú kia tính kế Trần Triệu Dương thật, nhưng nó cũng chẳng nghĩ nổi mình chỉ vẫy đuôi một cái đã quăng mất con giun nhỏ kia vào bên trong thần miếu. Đối với thần miếu, nơi sâu nhất trong ký ức của nó dâng lên sợ hãi, cho nên dù con giun kia có khiêu khích nó thì nó cũng không dám vào. Nên bây giờ thấy đối phương bị một cái vẫy đuôi của mình ném mất, nó cũng chỉ đành đứng ở cửa giống to một tiếng. Chẳng qua, nó tin rằng con giun chết tiệt kia bị cái đuôi của nó quét trúng thì chắc chắn đã trở thành một bãi thịt nát, tuyệt đối không thể sống được. Sau đó con cự thú kia nằm bò ngay cửa thần miếu, cứ như vậy nằm ở đó nghỉ ngơi. Dù sao đối với loại cự thú cấp bậc này mà nói, tùy tiện ngủ một phát cũng phải đến hàng chục, hàng trăm năm. Cho nên nó phải ở đây chờ, chờ những người này đi ra. Trần Triệu Dương bị quăng vào thần miếu có cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình đều bị nổ tung cả rồi, phía sau lưng không ngừng truyền đến đau đớn, anh cảm thấy sau lưng mình có lẽ bị đánh toác ra luôn rồi. Khụ khụ. Trần Triệu Dương lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, lau vết máu trên khóe miệng, thử cảm nhận tình trạng thân thể mình một chút. Trong lòng bỗng chua xót. Vốn anh cho rằng với cường độ thân thể của mình hẳn là chẳng có mấy thứ trên thế giới này có thể khiến anh bị thương. Ai mà ngờ, một con quái thú chỉ quật cho mình một cái đuôi thôi, xém tí nữa quật cho anh phế luôn rồi. Anh không cậy mạnh tiếp tục đi mà ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu hồi phục. Cũng may, nhờ vào cường độ thân thể cộng thêm năng lực hồi phục mạnh mẽ, sau hơn 10 phút điều tức, đau rát sau lưng cuối cùng cũng phục hồi.
Còn về nội tạng bị thương, tuy rằng cũng có khôi phục chút ít nhưng không có cách nào khôi phục như phần lưng được. Trần Triệu Dương không dám kéo dài thời gian, anh không biết tình huống bên trong thế nào, phải nhanh chóng đuổi kịp bọn họ. Trần Triệu Dương đứng dậy, cả người chợt lóe hướng về bên trong phóng đi. Thời gian lâu như vậy, chắc nhóm của anh đã rời đi rất xa rồi. Hơn nữa, Trần Triệu Dương chẳng sợ bị đối phương phát hiện, dù sao có đôi mắt xuyên thấu ở đây, nếu phát hiện ra đối phương thì cứ nấp đi là được. Con đường này vô cùng dài, lại còn có rất nhiều khúc cua quẹo khiến Trần Tị Dương có chút nghi ngờ. Theo lý thuyết, thần miếu hẳn không nên nguy nga lộng lẫy như thế này, nếu nơi này là thần miếu, vì sao phải có nhiều khúc cua ngoằn ngoèo như này? Trần Triệu Dương rất cẩn thận đi về phía trước, anh. Không chỉ phải đề phòng đột nhiên xuất hiện người nào trên đường, còn phải nhìn một lượt tất cả các thông đạo khác trên vách tường xung quanh, anh sợ thông đạo này có chứa cơ quan linh tinh gì đó. Trần Triệu Dương đánh giá một chút, từ cửa chính đến đây khoảng chừng vài trăm mét, vẫn chưa đuổi kịp bọn họ, cũng không phát hiện ra thông đạo này có chỗ nào không ổn. À, ngay khi Trần Triệu Dương nghĩ còn phải đi một đoạn dài nữa thì một tiếng thét thê lương truyền đến, sau đó một bóng dáng vô cùng chật vật từ chỗ sâu trong thông đạo vọt lại. Anh thử nhìn thì thấy là một người da đen, nhìn điệu bộ của hắn ta hình như phải chịu đựng thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Cả người anh chợt lóe, lập tức nhảy lên trên đỉnh thông đạo, bám ở trên đó. Người da đen kia đầu óc hỗn loạn, căn bản không phát hiện ra Trần Triệu Dương, vừa điên cuồng hét thảm thiết vừa chạy mất. Chẳng qua Trần Triệu Dương cảm thấy người này có thể sẽ chẳng còn sống mà rời khỏi, dù sao ngay cửa còn có một tên to xác cũng chẳng dễ đối phó hơn là bao. Đợi người nọ rời đi rồi. Trần Triệu Dương nhẹ nhàng đáp xuống, nhanh chóng lao về phía trước, anh biết phải lập tức đến được chỗ người kia muốn đến. Trần Triệu Dương đi không đến một phút đã nhìn thấy vài cỗ thi thể nằm dưới đất, anh cẩn thận đi lên, phát hiện những người này không hề có vết thương ngoài da nào. Anh dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua những thi thể này, cảm nhận được tất cả đều là vì suy tim mà chết. Không ít độc dược có thể khiến trái tim của con người suy kiệt, nhưng có thể khiến cho những người tu luyện suy tim trong nháy mắt, trong thân miếu này quả là có chút kỳ lạ. Nhưng Trần Triệu Dương không cảm nhận được chút độc tố nào tồn tại, nếu không dùng đến độc dược vẫn có thể khiến người ta suy tim mà chết, vậy chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là thực lực cực kỳ cao. Siêu, đẩy chân khí vào người đối phương rồi khóa lại, trực tiếp phá vỡ chức năng tim. Cho nên cho dù là loại nào đều đặc biệt đáng sợ. Nhưng mà nếu đã muốn đến đây thì anh cũng không thể về tay trắng như vậy được. Càng đi vào bên trong, thi thể càng nhiều, người chết đến từ mọi thế lực. Từ thi thể